Giờ đây nha chị. Trời mất cái ngành tao đúng không? Ủa sao tắt cúm rồi? Ủi bên là cứ làm gì nữa? Bên dưới xài tắt cúm rồi. Bên đây tắt rồi. Hai mèo để chào đâu, mèo tài tài đâu. Sao mèo có con vậy? Hai con mà. Con mèo kia đâu? Con mèo kia đâu? Mày chào hay mày đập nát vậy chú? Chào vậy cho nó mạnh mẽ. Mèo tần tài cứ vậy thôi. Cút. Về về hậu cung mấy đứa. Người ta chia sẻ bài cho tôi bọn nó xoài chứ. Ai vô ra mấy chị chạy chạy lớp mến chạy lớp mến chơi hả? Đây á. Mình vô chào khách đi em ơi. Chào các tình yêu mới vào nhé. Alo. Hello chị và chúa. Em chào chị Nguyễn Thị Nga. Có video xong rồi con. Thôi đây, bữa nay video xong rồi. Hôm nay dậy mấy giờ bình? Hôm nay lên gọi lúc 8 rưỡi. 9 giờ khách hàng xong bên kia rồi. Ờ, vậy là đúng được rồi. Chứ... Alo. Nhưng mà hôm nay biết đơn xong sớm. Ừ, biết đơn xong sớm. Alo. Thì phải dậy sớm thì biết đơn xong sớm được chứ. Tụi em cứ sáng sáng chịu khó lên gọi nó như vậy chị ạ. 8 giờ... Không thì 4 đứa lên, 1 đứa sắp chi, sắp nó xuống đây là được rồi. chứ để nó ngủ đến trưa thành con gái hương mất. Nghe chưa? Gái lười. Ừ. Chào các chị yêu mới vào nha các chị yêu ơi. Chào các chị yêu nhé. Hôm nay mình lại gặp nhau trong chương trình xả đập viên nhật nha các chị ơi. À, chương trình đầu like sẽ có quà tặng nhá. Quà tặng đầu like cho các chị giúp em chia sẻ bài nha các chị yêu ơi. Em chào chị Nguyễn Bảy, em chào chị Phương Trần, em chào chị Nguyễn Thảo Nguyễn, em chào chị Châu. Bé Hân chị Ba Châu ơi. Bữa nay là xin thông báo, bữa nay là bé Hân chốt đơn. Bé Hân đọc chốt đơn. Vân Anh thì chắc inbox khách mới cũ và chặn Facebook những người không cho địa chỉ. Vân thì bữa nay quay về hậu cung, lui về hậu cung kẹp đơn, tiền kẹp. Rạng thì lui về sâu trong nữa. Em chào chị Vũ Thục Hoa, em chào chị Mai Phạm, em chào chị Võ Thị Mỹ Hạnh. Vẫn vị trí đó. Em chào chị Tùy Hồ, em chào chị Phạm Thị Hương. Chào các chị yêu mới vào nha các chị ơi, hôm nay mình lại gặp nhau trong chương trình xả đầm viêm nhật ha. Và đầu like em sẽ tặng một món quà để các chị chia sẻ bài cho em nhiệt tình nha. Quà siêu phẩm đầu like đi ha. Tặng một con siêu phẩm đầu like để các chị chia sẻ nhiệt tình cho em nào. Trời ơi nó mê mẩn thế này đi. Dạ, chào chị Bao Châu nha, em đã quay trở lại rồi. Đẹp thế này làm sao mà chịu được. Em chào chị RCG, em chào chị. Chào tất cả chào các chị tất yêu cả mới vào mấy chị nhé. Mới vào nha, mấy chị cho em xin một lúc chia sẻ. Nhận quà đầu like nha mấy chị ơi, chia sẻ nhận quà đầu like nha các chị ơi. Chia sẻ bài giùm em nha để nhận quà đầu like nha. Tặng một con đầm phong bơi đi cho dễ mặc ha. Con đầm phong bơi nó sai dễ mặc. Đây là con đầm em tặng không đồng và được miễn ship nha, cái này đầm Nhật. Đầm của Nhật nhá, em tặng không đồng và được miễn ship tận nhà nhá. Các chị vào giúp em chia sẻ bài mạnh tay nha các chị nhá. À, 2 phút nữa, 1 phút nữa. Em sẽ chia sẻ bài cho vòng 1 phút. Để các chị giúp em chia sẻ bài mạnh tay một tí nha. Sẽ có những món quà tặng đầu like để các chị giúp em nút chia sẻ cho mọi người vào ủng hộ em đông chút nha các chị. Chị Châu tuyệt chi ba giọng giống nhau khổ người ta quá nè. Trời đất ơi. Thôi đừng có quan tâm tới giọng của tụi nó chị các chị ơi. Cứ quan tâm là đọc tên ai chốt được đầm là được ha. Yeah. Ủa chúa sao giá dán đầy chúa. Sao giá mà hãng kỳ vậy. Sao giá dán đầy không phải đang làm đơn cho Bích Đào á. Đang làm giá cho Bích Đào á. Mấy chị vào tám cho đợi buồn. À, chào chị RCG nhá. RCG chào chị Nga Phạm. Chào chị Nguyễn Thị Nga, chào chị Nguyễn Bảy. Chào chị Võ Thị Mỹ Hạnh. Em chào các chị yêu mới vào nha. Em chào chị Vân Thủy nha, chị Vân Thủy ơi. Lại chị. Trời ơi nó sửa thành chị. Chị chào chị Châu, chào chị Liễu Nguyễn. Chào chị Nguyễn Thảo Nguyễn nha, chào chị Tân Nguyễn này, chào các chị yêu mới vào nha. Chào chị Phương Trần nha. Chào các chị yêu nhé, chào chị Tuyền Hồ này, chị Tuyền Hồ ngày nào cũng nhanh chân vậy.
Mọi mới bật like là thấy chạy vô nghe vô rồi. Là, cảm ơn các chị đã vào ủng hộ em nhiệt tình. Chào chị Vũ Thục Hoa nha, chào chị Mai Phạm này. Chào tất cả các chị yêu mới vào nha. Em chào chị Đặng Thanh Vân này. Thề, tôi nhìn thấy bà Thanh Vân tôi có lỗi bà ghê. em chào chị Giỏi Chúa nha, chị Giỏi Chúa ơi. Đó. Khu vực ở bên này quên, Giỏi Chúa đang ở bên kia mà, nó đâu ở bên bên khu vực kiểm hàng đâu, ở bên khu vực chốt đơn mà. Em chào chị Trang Lê Hồng nha, chị Trang Lê Hồng ơi, chào chị Ngọc Minh, chào các chị yêu nha. Hôm nay em xả đầm viên Nhật. Các chị ơi giúp em chia sẻ bài nhá. Đây là một con đầm tặng không đồng và được miễn ship tận giường, tận nhà. Mong là các chị chia sẻ bài cho em mạnh tay tí là được ha. Đầu lai may mắn. Con này lên cho em mã số 1 nhá, em không tính tiền. Chị nào lên số 1 đầu tiên và có hiện người chia sẻ là em không tính tiền ha. Được tặng không đồng và được miễn ship khi tặng vô mấy bé ơi. Sẽ tặng một nồi nữa. Và còn tặng nữa nha các chị nha, sẽ còn tặng nữa đây nha. Tặng các chị để các chị chia sẻ bài cho em cho nó nhiệt tình ha. Đó. Đây, kiếm một con đầm xinh xinh để mình tặng nha. Tặng một con đầm gì đây? Mã số 1 cho chị Nguyễn 7. Số 1 cho chị Nguyễn 7 kìa. Em cảm ơn chị Nguyễn 7 đã chia sẻ bài giúp em nha. Em cảm ơn toàn thể quý chị đã chia sẻ bài giúp em. Nói giết mà cái lưỡi muốn phải. Mới nói có mày mới nói 2 ngày hôm mới nói rồi đó. Mới nói được có câu mày liếu lưỡi à. Ừ, mà liếu liếu cái gì không biết mà liếu. Rồi tiếp tục tặng cái này. Đây là một con đầm rất là dễ mặc. Em tặng những con nào mà dễ mặc cho các chị ha. Và size nó cũng rộng rộng một chút để các chị size nhỏ thì mình đai vào được. Còn các chị size to thì mình cũng mặc được nha. Em cho em tặng những cái con nào dễ mặc một chút đấy. Con này siêu đẹp nha. Các chị ơi, cho em xin nút chia sẻ nha. Em cũng tranh thủ chia sẻ nha. Một 30 giây là em sẽ đọc mã đấy. Chị Hoàng Hà kêu là chị ơi cô Kim Hoa Huỳnh gửi quà cho shop. Ôi dồi ôi, nhận được quà gì đấy. Trời ơi, cảm ơn em. Chị Kim Hoa Huỳnh vào đây chưa nhỉ? Chào, em chào chị Hương Hoàng nha. Chào các chị yêu mới vào. Chị Phạm Bình, em chào chị. Chị Bảo Thị Hạnh, chào chị Bảo Ngọc. Sáng nay chồng hỏi em được mấy cái. Em chỉ biết cười trừ. Chắc là thức suốt thế, không đi ngủ. Chồng mà sáng hỏi chồng được một, chốt được mấy cái. Chồng quan tâm thế thì sướng quá hơn gì nữa. Quan tâm xem mà vợ chốt được mấy cái. Bên này một cái bồng này, hai cái bồng này của mày cũng có nhiều chị á, có nhiều chị bảo chứ. Dạo này em nghiện Trúc Phương còn hơn là nghiện chồng rồi đấy. Thế tối nào cũng vào nhà Trúc Phương hết. Làm công việc là phải nhanh nhanh chóng chóng để mà thu xếp rồi bắt đầu là vào xem live của Trúc Phương. Giống như kiểu là giống như là cặp bồ vậy. Úi dồi tôi chết rồi. Tôi chết rồi, cuồng thế rồi tôi chết rồi. Rồi các chị ơi, em sẽ đọc một con này nhá. Con này lên cho em mã số 10 nhá. Mã số 10 em không tính tiền à. Tặng các chị và được miễn ship luôn nhá. Cái này đầm Nhật, cái chị dễ mặc. Đầm Nhật dễ mặc nhá. Mã số 10 giùm em nhá. Mã số 10 tặng không đồng và được miễn ship luôn nhá. Rồi, cảm ơn các chị nha đã chia sẻ bài cho em. Được view đang lên cao, đang lên dần dần rồi đấy. Em sẽ còn tặng tiếp nha. Chị Lan Ngô chưa hiện người chia sẻ. Em chưa chốt mã 10 cho chị được. Chị Trang Lạc chưa hiện người chia sẻ. Mã số 10 cho chị Nga Phạm. Cảm ơn chị Nga Phạm đã chia sẻ bài giúp em. Trời ơi, nó đẹp vậy đó. Nó đẹp vậy đó. Thấy có mấy con xe to ở cây nào ta? Để cho chị Trang Lặng đưa chị Trang Lặng qua. Chị Trang Lặng có ok không? Chị Trang Lặng ơi, nhớ có mấy cái áo ấy. Chị có mặc áo không? Có mấy cái áo cái này áo tao eo 80 à? Mấy chị ơi, mấy chị giúp em chia sẻ bài nha mấy chị ơi. Mấy cái áo thung lạnh ấy. Mấy cái áo thung lạnh ấy. Mà về em mặc mấy quần sọc này, này kia ấy. Về mặc cái quần sọc này kia ở nhà mát lắm. Mấy cái áo thun lạnh ấy, tụi em hay bán mấy cái dòng áo đấy á. Người ta mua nhiều lắm. Mà không có mà bán luôn đấy. Tại vì nó ở trong cái đầm viên Nhật nó mới có. Để tí em lên mấy tờ mấy cái con áo đấy em đưa cho. Có mấy con áo VIP lắm. Áo VIP lắm chị. Mà cái cây này thấy nó đeo chị một hai ôm đi. Ở cái cây rào bên kia kìa. Ở cuối cây rào bên kia kìa. Nó là lạ chút rồi. Chỗ này nó thân quen đấy. Cuối cái dòng ngang má ơi, hai cái dòng ngang em chuẩn bị sẵn rồi mấy má. Mấy má đi ra ngoài tối ngoài đó luôn đó. Cái đó chưa có đủ, chưa có
Rồi tặng thêm một con này nữa này. Con này dễ mặc nhá, con này ai cũng mặc được này. Tặng con này nữa nhá. Chị nào cũng mặc được con này hết, tại vì nó là dáng rộng dễ mặc, xanh rêu ha. Rồi các chị nào đã giúp em thì gửi chia sẻ rồi em cảm ơn nhá. Chị nào chưa giúp em chia sẻ thì cho em xin thêm ôm nữa đi Vũ. Thêm ôm nữa đi. Chị nào mà quay lại cũng chả ôm gì. Ừ. Thiết kế cái bình nước đó quá sai rồi. Nhưng mà mỗi lần nó đổ nước. Chị nào chưa chia sẻ bài giúp em chia sẻ nhá. Em đọc mã này. Con này lên cho em mã số 25 nhá. Mã số 25 là em miễn ship luôn nhá. Em tặng không đồng và được miễn ship luôn nhá các chị nhá. Ủa cái gì vậy? Mày làm tư tập thuyết phục của mình. Mày cho em một cái xèo mà em tặng không. Vậy thêm miếu nữa đi Phúc. Thêm ôm đi. Lỡ rồi. Đang phê, cho phê luôn. Mã 25 cho chị Trang Lặng. Chị Trang Lặng đã có hiện người chia sẻ. Em cảm ơn chị nha. Em cảm ơn toàn thể các chị đã chia sẻ bài giúp em. Sao con nói chị Trang Lặng mặc vừa đấy. Để tí chị Trang Lặng tí xíu size to. Để tí xíu em ô đây này, mấy cái con áo baby doll này. Mấy con để mát rượi này chị Trang Lặng này. Mấy con này em bán 100 ngàn mặc báo sướng rồi phong bơi này. Nó là khung lạnh ấy, mặc mát rượi chị ạ. Chắc là chị biết dòng khung lạnh nhà em rồi đúng không? Chị Trang Lặng này size to dễ mặc. Size chị mặc mấy cái dòng này thì sướng quá. Cái này nó dạng baby doll đấy, sướng lắm chị ạ. Tí xíu có mấy cái cột áo size to đấy cho các chị đấy, em mới. Tí có cái size to em mới. Với lại có con áo, có mấy cái áo. Chị Trang Lặng ok chị. Ok chị, để tí xúc xíu chờ chút, tắm chốt cho. Em nhớ để em để riêng cho chị một con áo VIP lắm. Đâu rồi ta? Một con áo VIP lắm. Một con áo thun lạnh, rất là VIP luôn. Cái đấy mà chị mặc đi đâu rồi, một cái quần đen màu ôm. Quần đen thun ôm thôi mà nó đẹp lắm luôn á. Để tí em like tới em đưa cho. Cái kia Phú, có cái con hoa nó lòi lòi đó kìa. Mày đưa con hoa để đấy tí xíu chị lên đầu like cho nó VIP ấy. Con hoa, ừ đấy, đưa con đấy chị lên đầu like cho nó hoa mèo hoa sói đấy. Mà con đấy size nhỏ này. Cái chỗ này chị không... Trang Lặng em lấy nhé. Dạ ok chị. Ok chị, tí xíu em đưa con này cho, tí xíu em like tới con kia em đưa cho. Rồi bây giờ sẽ là xong chưa? Này gì đây? Không nhìn thấy đường nữa rồi. Chị Vân Trần cho em 5 con baby doll. 80. Baby doll thường là nó ngắn ngắn mặc với quần sọc này kia đẹp lắm. Ok tí em lấy cho. Chị Vân Trần nhớ đi con, để nhắc mã ghi vào tờ giấy đi con, không quên rồi giờ. Ghi vào tờ giấy đi con. Một tí nữa, tìm một tí nữa đông khách vô mình quên hiểu không? Dạ. Cái này nó bị nghiêng này. Lấy băng keo cuốn này cho cân cho chị cái con. Nó bị nghiêng rồi, cái thiết kế cái này nó bị ấy không? Cái thiết kế này nó bị sập sệ rồi. Em dán băng qua một cái đi rồi chị bỏ đỡ điện thoại lên nó không bị dính. Nhanh đi. Đây. Băng từ đây qua đây cái này được, một cái một là được. Để chị bỏ cho cái điện thoại rớt tao chết mẹ. Điện thoại làm ăn là chết. Mới mua được cái mới để cái cũ rồi. Trời ơi. Mày đưa đây tao dán cho tao khổ quá rồi, cầm lại được đây. Chị có thể em là trẻ 3 cái thì không thấy ra được không? Nó bị ăn được tẩy á. Rồi, được rồi, nhét cái điện thoại vô đây là không rớt được. Rồi hết rồi đó đâu. Chưa còn cái bản đang còn bị lỗi. Đó, ok. Đã ok rồi. Chưa, vẫn chưa ok lắm. Mà em. Không muốn cho ok hơn hiểu không? Nào chả. Rồi cút. Được miếng. Rồi xong. Cái chỗ này vẫn chưa ý lắm. Rồi bây giờ bắt đầu nha, em lên con đầm mở hàng nha. Đây là một con này size nhỏ nhỉ, mẹ mở hàng mà size nhỏ về thế nào? Size to đi, cho dễ xử đi. Mở hàng mà size nhỏ về thế nào? Ôi dồi. Mở hàng quá đi. Mở hàng một cặp khoác đi. Một cặp khoác VIP này. Đây là cái dòng khoác VIP các chị nhìn này. Nhìn hàng khoác nó có VIP không? Nhìn nó rất là xinh như thế này này. Cái này mình khoác đi chơi biển hoặc là khoác nhẹ này kia đó các chị này. Cái con khoác này em kiểm tra cái nách coi nó có nó như thế nào. Ừ. Eo 90 quay về là khoác được hết nha các chị. Free size được hết nha. Cái này, cái con này sao? Hai con cùng size không? Ừ, cùng size nhé, hai con cùng size dễ thương chưa? Trời ơi, hai con quá dễ thương quá. Rồi các chị yêu ơi,
quát cho em lên cho em mã số 1 nhá. Mã số 1 100.000, em bán mở hàng ha. Mở hàng hai con khoác rất là đẹp, 100.000 một cái nhá. Khoác big size. Nói chung là mặc nó rất là sướng ha, rất thoải mái. Áo khoác đấy. Chất gấm của Nhật các chị nhá, chất gấm xịn của Nhật đây này. Mấy cái dòng ăn chơi này thì chỉ có trong dòng Nhật hay có. Còn mình đi mua ngoài nhiều khi muốn mua con khoác nhẹ nó toàn là tào lao bị đau. Còn mấy cái dòng ăn chơi này thì trong dòng đầm viên nhà tụi em thì hay có. Con này cho em nhá, mã số 1 100.000 một cái ha. Số 1 sẽ có hai cái. Thì con này em chốt cho chị Trang Lặng này, 100.000 cái con baby doll thùng lạnh nó nặng, nó mát quá. Baby doll thùng lạnh này. Rồi cái chị kia baby doll để tí xíu đưa cho. Mã số 1 cho chị Trang Lặng. Con này số 1 có hai con đấy con. Đây là cái con mà eo chết nha, cái này còn mới nguyên tem này. Con này còn mới nguyên tem, cái dáng âu xòe này các chị gì này. Cái dáng xòe âu âu này. Con này dành cho các chị eo từ 74-75 quay trở về, eo 76 là không có chốt nha. Eo 74-75 quay trở về. Nó còn nguyên tem của Nhật mà tem này tem xịn nha. Tem này tem các chị nhìn này. Đó, 100.000 lên em mã số 2. Mã số 2. Con này lụa nha. Thấy con này lụa hàng hiệu này. Các chị nhìn này, cái tép của nó to như vậy này. Đó, cái tem hiệu của người ta to vậy này. Chất lụa mềm nhá. Tay của nó hơi cánh rơi một tí. Cái form này các chị eo 80 quay về thì mặc đẹp ha. Cái này nó gọi là xì tai phong cách. Bất đất là màu đen. Cái này rất là màu đen luôn nhá. Cái này mình có thể mặc được hai dáng. Dáng cổ thắt đai như vậy hoặc là không nhá. Đó. Mã số 2 cho chị Xuân Lưu. Con này lên mã số 3 giùm em, 100.000 một cái ha. Mã số 3. Ở đây có một cái con này. Con này nó rất là màu đen. Này, sau nó xếp ly như vậy này. Đó, nó là chất von cực kỳ mềm các chị, rất mềm ha. Các chị có thể mã số 3 cho chị Tuyết Phạm. Làm khoác làm đầm gì cũng được ha. Chất von nó mềm rồi. Hàng của Nhật thì các chị thấy không, màu nó nhu nhưng mà mặc nó sang ha. Trắng da ấy. Cái con này dành cho các chị này. Chị nào em kiểm tra coi. Em kiểm tra cái phần này. Cái con này các chị eo 90 quay về mặc được hết nha. Eo 90 đây. Eo 90. Eo 90 quay về mặc được hết con này cho em, 100.000 lên cho em mã số 4. Mã số 4 nha. Con này là cái con dễ, con này xì tai em. Cái con này xì tai của em. Dễ thương không? Cái con này là nó dễ thương. Mã số 4 cho chị Nguyễn 7. Cái con này dễ thương. Con này dễ thương ghê. Chị Trang mặc được cái Trang ơi. Chị Trang làm mặc được nè. Con này chị mặc hơi màu đen nè. Con này mặc quần sọc cái chơi hơi màu đen nha. Mặc quần sọc bên trong á. Rồi mình mặc cái này đi chơi, đi với giày mọi bao sướng nè. Cái này nó màu đen. Các chị size to mặc với cái này nó màu đen, gọi là big size cute. Chị Trang là ok. Con này xinh vậy. Trời ơi, con này đã trong vòng nhà Nhật đã xinh, nó 100.000 đây. Con ôi dồi ôi, con này phê này, con này dễ thương này. Thì con này là cái vai của nó xinh lắm, cái này này. Nó thoải mái cho các chị size to mặc nó cưng cưng vậy này. Xinh không? Cái này này, em kiểm tra xem nó đến đâu. Ôi trời, eo 90 nè. Eo 90 nè. Màu nâu tây eo 90 siêu cưng nè. Trời ơi, cưng chưa? Nhìn vậy mà eo 90 đấy, dễ thương không? Chị nào eo 90 thì lên cho em mã số 5 nhé, 100.000. 100.000, đây con xinh xinh đây. Bé bé xinh xinh đâu rồi? Đây, con này còn nguyên tem đấy, hôm qua thấy cái dây tem. Cái hàng này hàng hiệu Toco nhá. Cái này là một con lụa. Cái này lụa xịn đấy, hàng hiệu Toco nha các chị nha. Mã số 5 cho chị Tuyết Phạm. Nhưng mà con này size bé lắm. Eo 65 với 72 đổ về thôi, 74 là không có chốt được đâu nha. 74 là mua về là vứt bỏ 100.000 đi là tiếc lắm. Thì con đầm đắt tiền như vậy này. Người ta bán mấy trăm ngàn đấy. Người ta bán mấy trăm ngàn một con xinh xinh như vậy này. Mà nhà Trúc Phương bán có 100 thôi mà các chị mua về 100.000 mà không vừa nó cũng tiếc nha. Nó sót cho các chị nha. Nghe rõ vòng eo giùm em. Eo từ 65 đến 72 lên em mã số 6 nhá. 100.000. Con này mới tinh à? Con này dáng công sở mới tinh, màu xanh yêu không? Mã số 6 đó chị Tuyết Mai Ngọc. Trời ơi, cái con này nó mới tinh không? Nhìn đi. Nhìn giùm em cái đi. Nhìn giùm em cái nhá, rồi mua nhá. Con này cho em. Con này size to nhá. Con này dành cho các chị eo 84 quay về nha. Eo 84. Eo 84 quay về là đẹp nhá. 100.000. Sau 100.000 nó cứ rụng ra dài tay chị cũng vậy. 100.000 nó dính tay người chị nè. Con này cho em, con này 100.000 lên em mã số 7. Dù gì cái bọc đó dù gì? Kẹp tưởng cái gì. Nó giật cả mình. Chị mới làm em một mình á. Trời ơi. Phải ăn ngay cái miếng này nó túng nó ăn mất của em. Túa tôi. Nó để đây là em rụng hết nách rồi các chị ơi, mà các chị ăn xoài. Tôi rụng nách rồi.
nó để đây nó hơi mùi xoài, nó rụng nách rồi. Thảo còn xoài anh qua không? Phải không? Xoài qua ăn hết rồi. Quả hôm nay là quả hôm nay chứ, nhưng mà chung một cây thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà cái quả này nó chua, như quả hôm qua mà đừng có tạo tao này. Không quỷ. Quả này chua hôm qua đúng không? Không, quả này đỡ quả hôm qua, hơi vớt tí. Tao nghe cái mùi tao muốn rụng nách rồi. Thuốc tôi các chị ơi, chờ em một tí xíu nhé, em không chịu nổi rồi. Đây, không chịu nổi rồi. Xem mà trước trong cuộc đời tao bố sống 40 năm trời là tao chưa gặp cái chuyện nào như vậy, nó chua lắm. Từ hôm qua ăn một quả đầu tiên, bữa nay ăn quả thứ hai là thôi nghỉ ăn xoài đi. Lỡ ai hết miếng này hả? Từ này chị kêu là nuốt nước miếng rồi Phương ơi. Mẹ nó cái gì nó chua lắm. Nó chua mà em hôm qua em ăn phải gao lên luôn á. Chưa bao giờ mà em ăn quả xoài mà nó chua đến mức độ như vậy, chưa bao giờ luôn á. Ngay cả cái xoài thân ca mà ngày xưa á, nó xanh ấy mà ăn nó chua mà không chua bằng con này. Con này mày hái cho hái xoài đâu vậy? Nhà nhà em. Bị chúa tôi, nhà mày trồng bằng cái phương tiện gì mà cái đất gì mà nó chua kinh khủng vậy? Thôi, dẹp em ơi. Dẹp. Còn miếng nè, này không, nó không, một không, miếng dẹp, giờ dẹp, mà dẹp, ăn có miếng sao nó không nổi nữa rồi. Không, dẹp đi chua quá. Què gì chua xoài chua quá. Chua mà đỏ mặt luôn á chị ơi, chua nóng mặt luôn á. Các chị đừng có bao giờ ăn cái xoài mà nó chua nóng mặt đâu. Tí chua tội. Còn miếng thì ăn đi. Không. Thế đó. Lỡ ăn rồi thì không vứt đi được, vứt đi nó phí. Nhưng mà không ăn nữa đâu. Dẹp ra ngoài đi tụi em ăn đi. Chị ăn nó đâu, đừng có để đây tôi nghe mùi xoài, tôi rụng nách ra. Thế mà hồi nãy đòi 4 miếng, ăn được có miếng. Ký cục. Nó nóng luôn người luôn các chị ơi. Xoài quỷ hoa, quỷ ma gì ghê vậy. Hôm qua ăn hết mẹ trái của người ta. Đi cục. Em nói nó chua đến cái mức độ mà các chị ăn rồi nha. Em kể cảm giác cho. Các chị nuốt xong rồi nha. Mà hai cái bên này này. Em nói nước miếng nó túa ra rồi. Chú rồi sợ quá. Nó chua nó túa ra hiểu không? Để cút đi. Quỷ. Mẹ ơi chua. Thề luôn á. Này y chúa tôi, nhà mày trồng cái cây xoài ở chỗ nào vậy em? Nhất nhẹ. Mà nó lên nhà của 4 cây luôn chị ạ. À. Rồi có bán cho ai được đồng nào không? Mẹ xoài chua kiểu này ai mua? Xoài đâu bán. Nó chua kiểu này ai mua trời. À cái chị nào eo 80 đây? Chị nào eo 80 là Babydon đúng không? Babydon eo 80 đây. Một con Babydon eo 80 đây. Nàng ơi xinh vãi. Đùa thề luôn, tên xinh vãi. Babydon này toàn bidon xịn thôi nhá. Babydon này nhà em toàn là tuyển lựa trong cái đầm đắt tiền á. Cái kiện đầm đắt tiền là mới có Babydon xịn như vậy á. Cái này cũng 80 đây. Còn nếu mà để mà nói mà khui hàng mà trong cái đầm thường không bao giờ có con đẹp mà Babydon xịn như vậy đâu. Nó chỉ có bấy con vớ vẩn thôi. Còn trong cái hàng mà đắt tiền á, dù gì thì dù họ cũng phải bỏ vào cho mình những con nó xinh á. Xinh. Mẹ quả xinh thế nhỉ. Em lên con tiệc này, con này đắt tiền đấy, em nay em xả xuống ấy, em xả đấy, chứ con này đã em đắt tiền đó các chị nhá. Cái con này á, là bình thường là em bỏ xỉ 150, 180 đấy. Nhưng mà hôm nay là gọi xả hàng thôi, xả tơi tả thôi. Chị nào eo bao nhiêu đây? Chị nào eo 70 và 74 nhá, eo 70, 74 nhá. Thì mặc con này xinh. Đó, eo 72 là mặc thoải mái nhất á, eo 70 và 72 là thoải mái nhất. Nhưng 74 thì em thông báo là cũng vừa. Nhưng mà nếu mà cảm thấy mà không thích mặc nó vừa luôn thì đừng có chốt. Còn chị nào mà cứ eo 70, 72 là quá đẹp nha. Mẹ số 8 đó. Cho chị Hoàng Anh Nguyễn. Con này 100 ngàn số 8 đây. Rồi đây là Babydon em đang nhặt cho cái chị kia nha. Là Babydon đây, nhặt cho Babydon này bao nhiêu đây? Ôi eo 80, con này rộng hơn eo 80 nhưng mà eo 80 mặc chị Trang Lạc cũng xin vài con Babydon. Đây này, cái con này này. Con này em hay mặc này, cái chị đấy không? Cái tay siêu cưng. Em hay mặc cái quần sọt các chị cũng thấy nó siêu cưng luôn á. Mấy con Babydon nó cứ siêu cưng. Con này eo 80 rộng rồi, eo 90 ok. Chị Trang Lặng là hiện tại bây giờ là eo 90 đúng không? Hay eo bao nhiêu chị? Hiện tại bây giờ là chị Trang Lặng eo 90 à? Hay là eo có lên không? Có lên eo không? Chứ em là em lên eo rồi đó. Em không những lên eo mà em lên cả đít luôn đó, bông luôn đó. Bông bự quá rồi. Kỳ gì ta? Người ta làm ăn riết người ta xuống ký, mình sẽ làm ăn riết lên ký đủ đủ ấy. Cũng đủ đủ đi. Cái vú nhiều đây, vú trăm hơn trăm rồi, ok rồi, eo 90 rồi. Cái vú hơn trăm là eo 90 mà ok là chị Trang Lặng có cái Babydon đẹp quá này. Em thích cái con này nè. Con này em rất là thích luôn, tại vì cái tay của nó làm quá sang. Cái tay này rất là xinh. Chị Trang Lặng có thích con hoa này thì lấy. Em để con hoa này chị đấy, eo 90.
Còn cái chị kia là hai con L80 đây, giờ kiếm xem còn con nào không. Tại vì cái hàng này em chưa lên tới. Chị Hoàng Anh Nguyễn, chị chốt số 8 mà chị có chốt số 7 đâu. Thì mới đổi số 7 cho chị. Hay là chị lấy số nào? Chị lấy số 7 hay số 8 nên thấy chị lên số 8 chốt cần số 8 cho chị. Số 8 là em kêu chốt số 7 không? Sao không ai đọc? Chị lấy số 8 hay số 7? Chị lấy số 7. Chị lấy cả số 7, số 8 hay là chị lấy số 8 không? Con này con 7 đây. Con 7 này eo 84 á. Còn cái con số 8 kia là eo nhỏ đấy. Số 8 kia là eo có 70. Cái con này eo 84 đấy chị này. Đấy, 100 ngàn. Còn cái con kia là eo có 74 quay về thôi. Mà thật rộng rãi, thoải mái nhất là eo 70, 72 thôi. Chứ không phải em bán thôi số 7 đâu. Cho chị Hoàng Anh Nguyễn thêm số 7 luôn. Số 7, số 8 này. Nhưng mà hai cái size khác nhau đấy. Hai cái size khác nhau á chị mua về. Ê, cho nhiều người hay là một người mà thấy nhiều chị size. Chị cho cháu. Ok, cháu được. À, này eo 80, trời ơi, cái này xinh. Cái này xinh. Cái baby doll này xinh. Eo 80 đây, hốt luôn. Cái này eo 90, baby doll này 90. Ô, cái này eo 90 đẹp. Cái này eo 90 quá phê. Quá phê con baby doll này luôn. Chị kia kêu 5 cái hả con? Dạ. À, đây, chị Trang Lạc này có hốt cái này lấy 100 ngàn, không đẹp nghĩa tiền. 1, 2... Rồi kiếm cái này xem còn con baby doll nào nữa không. Cái này nó hôm nào chắc em phải tuyển lựa ra baby doll một cái like mà like toàn bộ baby doll á. Like toàn bộ baby doll chốt cho sướng. Lên là 100 con là cả 100 con baby doll. Chốt thế cái sướng ấy, đúng không? Chứ bây giờ mình để như vậy là mình để đồng giá nhưng mà mình không phân loại ra ấy. Mình đi tìm cục thích của mẹ. Eo chín đây, hai con eo 90 là của chị Trang Lạng nha, chị đừng cảm ơn nha. Chị ơi, cái đấy là của chị Trang Lạng nè. Chị Trang Lạng eo 90 lấy. À, chị Vân cũng thích thích cái đấy, thích cái dạng video này à? Ôi, thích thì tối em nhạc cho. Thì má đang nhạc đây, má đang nhạc đó. Ồ, nhạc cho chị. Ừ, Vân Trần. Chị Vân Trần eo 80 đấy. Ừ, eo 80 là chị Vân lấy gì? Ừ. Eo 80 đúng không? Eo 80 nha. Có cái này là eo 90 đây. Chị Trang Lạng là hai con này eo 90. Cái này eo 90 đây, bỏ qua cho chị Trang Lạng này. Còn cái con này của chị Vân Trần hả? Đúng rồi. Đây, Vân Trần đây. 5 con. Kiếm 2 con. Để đây. Để tối em xuống, em về bên nhà, em cố gắng rồi. Tối nay phải cố gắng nhắc chị đây, để chị về cái chị cố gắng, chị chu vô liền. Chị chỉ về cái là chị không chu vào liền, là bắt đầu là đến lúc giờ lên like các chị bị chậm like á, chị không lấy được hàng của người ta. Rồi cái này cho chị Vân Trần trước ba con đi ha. Rồi có gì thử mấy cái con này nó đẹp, rồi có gì tối em nhặt thêm cho đi chị Vân Trần đi em. À, rồi bắt đầu nha, tiếp tục nữa nha. Con này cho em, cái này eo có chị 90, cái này là chất xô mềm nha, chất xô rất là mềm, các chị mặc nó mát lắm này. Đấy, 100 ngàn, eo 90 quay về, lên cho em mã số 9 nha. Tiếp tục cho em chất lụa. Cái này lụa siêu mát này. Lụa này eo 80 quay về nha. Cái lụa này eo 80 quay về này, cái chị nhìn này, nó rất là mát này. Này, lụa eo 80 quay về, lên cho em mã số 10, 100 ngàn. Con này xuyên thấu đi biển nha. Một con đi biển xuyên thấu, hoặc là các chị có thể làm áo khoác tùy ha. Còn nếu mà mình có cái lót thì mặc vô trong tùy ha. Con này xuyên thấu đấy. Mã số 9 cho chị Lan Ngô. Eo 84-85. Chị nào eo 84-85 thì mặc cái con xuyên thấu này đẹp lắm nha. Đi biển đi chơi cho em. Nhìn mã này. Số 10 cho chị Thật Kim Phạm. Con này lên cho em mã số 11. Xuyên thấu là mỏng nha, các chị nghe rõ nha. Đây là một con này mắc tiền này. Con này nó mắc tiền này. Con này 150 của con đấy. Cái này em xèo. Em xèo đây. Xèo xả xả xèo đây. Nhìn này, con này là con đắt tiền đấy nha. Nhìn kỹ này, mới tinh này. Lớp lụa lớp ơ này. Đó, con này dành cho các chị eo 74 quay về, eo 75 không chốt nha. Eo 74 quay về lên em mã số 12 này, 100 ngàn. Có một con maxi siêu phẩm cực kỳ đẹp. Con này là một cái chất thun lạnh họa tiết. Em nói là mặc nó sướng phê luôn á. Cái thun lạnh mà các chị nhìn này, họa tiết nó đẹp về này trong dòng Nhật này. Đó, nó là maxi. Khi các chị mặc, các chị cổ cái này lên trên cổ này. Trời ơi, nhìn cái bờ vai của các chị nó thon thả cưng lắm nha. Chị nào mà eo từ 70 cho tới 76 ấy là mặc cái con này đẹp lắm nha. 100 ngàn ha, 100 ngàn. Cái này lên cho em mã số 13 này. 12 cho chị xin lưu. Maxi. Trời ơi, cái này các chị nhìn nha, nhìn cái tùng này. Đùa chứ cái tùng này em nói là đổ luôn, ra biển là đổ luôn ha. Các chị nhìn cái bông bụt này là những cái bông bụt này, những cái bông dâm bụt ấy, nó là một cái con mà
13 cho chị Lê Thảo. Nó gọi là cái gì? Độc quyền của cái dòng mà Maxi ở trong những cái hiệu Hawaii ấy. Hawaii ấy là chuyên về dòng Maxi đấy, nó hàng hiệu xịn đấy. Mấy cái bông bụt này. Con này eo từ 7, eo từ 65 đến 74 75. Chị Vân Trần, chị là cho em 5 con rồi đi đơn cho em luôn nhé. Em bận đi công chuyện rồi, em cảm ơn chị và các em nhiều nhé. Rồi ok ok chị, ok chị, ok chị Vân Trần ơi, ok chị. Đây con này cho em nhé. Xinh không? Xinh lắm. Eo từ 65 đến 74 75 nhá, 100.000 mã số 14 giùm em. Một con yếm xịn nha. Yếm xịn nha, con này em không vừa. Bao tiếc luôn rồi trời. Ủa em nhớ của má mà. Không vừa, cắt đi mà có vừa đâu. Con khác nhiều yếm mà, con khác có con khác nhưng mà nhiều yếm mà bữa vợ đưa cho Bích Đào cả trăm con đấy. Cái con này cho em nha, eo con này eo của các chị là từ 74 75, eo 72 74 75 là mặt con yếm là xịn nha. Một con yếm form cực kỳ xịn này, nhìn này, mê ơi là mê. 100.000 lên em mã 15, mã 15 cho em. Con này dễ mặc nha, con này nó đi theo em cả cuộc đời, thì lần nào xả hàng cũng có ấy. Cái tour hàng nào khui cũng có ấy. Cả bao nhiêu lần khui mà khui lần nào, khui 5 kiện cũng có. Mà mình khui trong 100 kiện thì nó cũng có 1, 2, 3 con, 3, có hôm có 6 con nhỉ. Đợt đó khui 100 kiện có 6 con là nhiều nhất. À có 6 không? Đợt này được 2 con thì phải, còn 1 con nữa nằm bên nhà kia rồi. Chưa, mới đặt xong. Chị nào mà eo từ, chị nào mà eo từ 75 cho đến 80 ấy. Eo 75, 80 nhé, 100.000. 100.000. Đây, eo 75-80 lên cho em mã số 16. Mã 16. Con này siêu mát nha các chị. Con này siêu mát nha. Mát cực kỳ luôn, nó mặc rồi là mê luôn á. Chất tôm, chất lanh các chị. Mà nó gọi là lanh xịn cho nên các chị nhìn nó không bèo nhèo này. Thấy không? 16 cho chị Đoàn Thủy. Đó, mát rượi rồi. Mát từ trong ra ngoài luôn đó trời ạ. Ở trong đây này, nó tem sườn đấy. Nó một nùi đây này. Nó một nùi, nó hàng xịn, nó tem sườn, nó một nùi này. Cái con này dành cho các chị này, eo 80 và 84 nhá. Eo 80, 84 lên mã 1 giúp em. Mã 1. 14 cho chị Tô Tuyết. Con này sao nhỏ nha. Chị Hoàng My, mã đậm. Mã đậm là mã gì? Con này eo 65 size S. Chị nào mà size S á, thì mặc con bánh bèo này đẹp. Con bánh bèo tầng này. Chị nào mà size S á. Ủa? Con nó không 14, nó sao con bé mà kêu không chụp giấy vậy? 17 là con nào? Không, 17 không? Có số 1 đấy. Mã số 1 cho chị Hoàng My. Cái con này là cái con eo 65 size S thôi các chị nhá. Con bánh bèo này, đấy, mẹ tôi đẹp. Lên cho em mã số 2 nhá, 100.000. Tiếp một con tiểu thư. Một con tiểu thư hàng hiệu Toco nhá, eo 65 72. 74 thì cái con này nó hơi vừa vặn quá cho nên nghỉ chốt 74 đi. Eo 65 72 thôi. Đấy, 100.000, dễ thương không? Lụa nhá. Lên cho em mã số 3, lụa mà của hàng hiệu Toco ấy. Dạ, mã số 10 chị Nở Võ không có nha chị ơi. Đây là một cái chất thun lạnh, mặc cực kỳ sướng. Em nói mặc lên người nó như không mặc ấy. Và cái con này họa tiết hoa hồng xịn như vậy này. Cái con này người ta làm một lớp, không làm hai lớp. Nhưng mà cái con này người ta mặc có một lớp thôi. Vì một lớp như vậy là đủ rồi, không cần phải hai lớp nha. Nhưng chị nào mà không mặc được một lớp thì mình không chốt thôi nha. Em báo là mặc được. Còn cái nào mà em bảo là nó mỏng quá là để mặc đi biển thôi á thì các chị sẽ tính nha. Con này các chị eo 84, eo 80 và 84 mặc rất đẹp với em con âu này. Nhìn này, em nó mát rượi luôn ạ. Lên cho em mã số 4, 100.000. Giường chiếu nha, cái này tuyệt phẩm giường chiếu cho em. Trời ơi, nó là hàng giường chiếu hạng sang á chị, nhìn này. Rồ nó mướt lắm, mấy con này này. Rồi nó bao mướt luôn á. Mặc ôi dồi mát luôn á trời. Mặc xinh ơi là xinh. Cột nơ cột ơ vào coi. Đây. Con này dành cho các chị eo 70. Chị Thanh Kim Phạm. Chị nào eo 70-74 nhá. Con này rất là sướng. Giường chiếu á. Các chị nhìn này. Con này giường chiếu mát lách luôn á. Con này lên cho em mã số 5 nhá. Mã số 5 đi chơi cũng được mà cái con ấy lên giường chiếu nó cũng mát lắm nha. Con này là con gấm, một con gấm hoa đi tiệc, con này đi tiệc đi cà phê được ha. Chị nào mà eo 78 và 80 á, mã số 5 cho chị Viên Đá Nhỏ. Eo 78 và 80 là mặc đẹp nhá, lên em mã số 6. Chị Viên Đá Nhỏ cho em xin ngay số điện thoại địa chỉ và tin nhắn Facebook nha chị ơi. 15 phút sau chị không có số điện thoại địa chỉ em xin phép giải đơn chặn Facebook chị nha.
Cái này nó mát rượi mát lạnh. Đây là một cái chất thun cô tông, nhưng mà nó không phải cô tông bình thường các chị nhìn này. Cái cô tông này nó xịn đấy. Nó xịn đấy. Cô tông xịn các chị nhìn nó mịn này. Thường là những dòng cô tông các chị nhìn trên bề mặt vải là thấy những cái sợi lông măng ha. Người ta gọi là lông lông măng nhỏ nhỏ, lông nhỏ nhỏ nhỏ. Chị Tuyết Doãn, cho chị ba con biết sai đi, thân em. Ok chị Tuyết Doãn, em lên tới biết sai em gọi nhá. Em đang like cái cây sào này, tới em gọi. Còn cái con này nó xịn cho nên nó không thấy cái lông măng gì hết trơn á. Xịn lắm nha, lạnh toát vậy này. Con này nó cá tính này. Nó màu đen này, nó có cái dây ở đây này. Đó. Con này các chị eo 80 quay về là mặc quá đẹp. Cái này đi giày bata và giày mọi nhá. Hoặc là giày bốt cũng đẹp nha. Lên mã 7 cho em 100.000. Dạ chị Viên đá nhỏ ơi, bọn em đều vẫy tay đành đặt ở trong đó rồi nha chị ơi. Cái con này cho em công sở dáng suông. Dáng này cũng được nha các chị. Nếu các chị mặc lên dáng này này, nịt một cái đai lên dáng này này. Lên dáng này cũng được ha. Còn không các chị để mặc dáng suông vào cho thoải mái giùm em. Cái cổ người ta thiết kế đẹp cho nên nhìn các chị không có già, yên tâm nhá. Đó. Nhìn như vậy là nhìn thấy đẳng cấp của hàng Nhật này ha. Con này dành cho các chị eo 82 và 84. Quay về lên cho em mã số 8 nhé. Mã số 8 100.000. Một con pin nha. Một con pin mát lạnh này. Con pin này siêu mát đấy. Đây là cái dòng pin mà chị nào đi làm công sở cũng mê. Ngay cả em cũng mê ha. Cái chất này nó rất là mát ha. Đấy, mới tinh vậy đó. Chị nào eo 80 quay về chốt ngay con này, xinh lắm. Mã số 8 thì chị Diệu Trơn. Lên em mã số 9 100.000. Chấm bi. Cái này nâu tây. Màu nâu tây này sang, không có già mà không có xỉn màu da. Nó trắng nha. Nhìn này. Đó, không có già đâu nha. Con này các chị nào eo 90, chúc mừng các chị eo 90, con này mặc mát nha. Rất là dễ mặc. Chất von nó mềm mát. Lên em mã số 10 100.000. Mã số 9 cho chị Nở Võ. Đây là một con công sở hạng sang. Để các chị, người ta thiết kế sắc nách để cho các chị khoác áo vest vào cho nó sang nha. Cho nên là nó không có cướp nách. Bởi vậy cho nên người ta làm, người ta tính trước rồi. Việt Nam mình nếu mà biết được cái ý của người ta thì các chị mặc vô rất sướng nha. Đây, chị nào eo 74 quay về nhá. Con này sang xịn. Mã số 10 cho chị Trang Lặng. Con này siêu xịn đấy nha. Con này nó xịn lắm đấy nha. Con này cho em 100.000 eo 74 quay về mã 11 giùm em. Con này màu đen công sở. Rất là dễ thương ấy, con này rờ cái chất bao dễ thương mà cái kiểu này. Cái kiểu này rất là dễ thương luôn. Đó, cái kiểu này các chị mới cho em một cái nơ nha. Có cái nơ đưa chị cột để cho ta coi nhé. Cái nơ đâu? Đưa cái nơ cái ơ đấy. Cái con màu đen này các chị mặc vào cột cho em một cái nơ, có cái nơ nào màu. Mày đưa chị chọn chưa? Mày đưa tao chọn chưa? Cho nó sang xịn mịn đẹp vậy. Không, cái khác đi. Cái gì hoa hòe hoa sói. Cái nào xinh sang sang. Đây con này con sang này. 12 cho chị Hoàng Anh Nguyễn. Đây em cột cho nha. Con này chưa có giới thiệu bằng 12, 13 nào. Chị lên 12 nè. Cái con này eo của các chị là eo 74 75. 74 là rộng. Eo 75 đến 78 ấy. Eo 80 là hơi kích đấy. Eo 78 là đẹp nhất ấy. Eo 76, 78 là đẹp nhất. Cái này là em cột cho các chị xem thôi nhá. Những cái con công sở màu đen này, các chị về mix khăn như vậy cho em. Sao không? Đó, các chị có thể cột khăn qua một bên này. Qua một cái bên này. Chị Hoàng Anh Nguyễn tặng luôn cái dây cột đi. Dạ, chị mua con đầm 350 đi, sẽ có dây. Con đầm này của cái đầm 350 ha. Đầm bí sai như em đang mặc này. Đấy, bây giờ tặng chị cái dây này á, là nó mất 100.000 rồi. Rồi bán cái đầm 250 người ta không chịu mua. Vì là nó phải có dây cho người ta. Riêng cái loại đầm này nó có dây. Đầm này đầm hoàng gia. Đầm hoàng gia cho nên là không tặng được nha chị ơi. Bán con đầm có 100.000 miễn ship còn tặng cái dây còn nịt. Không còn cái nịt luôn đúng không? Bán con đầm có 100.000 mà còn miễn ship đấy. Con này để em cột cho các chị xem để các chị về mix cho nó sang. Tại các chị nhiều khi cứng bảo chứ. Em ơi chị mặc đầm đen nó già. Chán, chả muốn nói. Mình tự mix lên nó sẽ trẻ ha các chị ha. Rồi con này cho em, chị Hoàng Anh chốt này đúng không? Rồi 100.000 nào. Con đấy người ta bán 250 một con giá xịn. Em bán có 100.000 đó chị ơi. Rẻ lắm luôn đấy, yên đừng có lo. Đừng có lo. Đây là một con công sở này. Công sở hạng sang này. Cái này còn nguyên cái mới nguyên này. Cái con này mới nguyên luôn á. Con này công sở hạng sang đấy. Con này các chị eo 78 hoặc 80 đâu. Ui ôi mặc con này nha.
xong rồi mặc áo khoác vest vào cho em. Không đẹp nghỉ lấy tiền ha. Lên số 1 giùm em đi ha. 100.000. Cái này xuyên thấu. Con này con xuyên thấu nha. Đi biển. Trời đất ơi, đi biển cho em, đi chơi biển cho em. Mặc đồ lót đồ ơ vào rồi mặc cái này lên cho em. Ra biển cho nó nhìn nó kín kín hở cho nó sang nhá. Đi chơi nha, đi chơi biển. Con này nếu khoác, nếu các chị làm khoác là free size luôn ha, khoác biển đấy, nó gọi là khoác biển đấy, nó mỏng này. Nhưng mà nó lại xinh thế này. Nó xinh lắm luôn, nó đuôi cá ở dưới này. Đó, một con khoác biển free size, cái tay của nó yêu chưa? Cái tay này ai cũng mặc vừa hết nha. Tay này người ta làm tay bự như vậy ai cũng mặc vừa hết ha. Khoác free size lên cho em mã số 2 100.000. Mã số 1 cho chị Anh Lê Vũ Phúc. Chị Anh Lê Vũ Phúc cho em xin ngay số điện thoại địa chỉ và tin nhắn Facebook nha chị ơi. 15 phút sau chị không có số điện thoại địa chỉ, em xin phép giải đơn chặn Facebook chị nha. Một con Vin cưng hết sức, một con Vin tiểu thư cưng hết sức nha. Bữa nay là mã số 2 cho chị Thúy Ngụy. Chị nào bữa nay là em nói phải xả tôi tả là chứ con này không có giá 100.000 đâu nhá. Con này là không có cái giá 100.000 đâu. Chị nào eo 6574 nhá. Chị nào eo 6574 100.000 lên em mã số 3. Số 3. Cái con này xuyên thấu. Trời ơi con này không đẹp nghĩa tiền. Nó đẹp lắm mà nó xuyên thấu nha các chị. Con này phải mặc lót nha. Chị nào có lót thì chốt, còn không mình mặc đi biển ha, đi ra biển này kia chơi ha thì mặc mỏng như vậy được nhá. Còn không các chị để có cái lót thì các chị mặc vào trong ha. Đây là con Âu đấy, Âu VIP đấy. Mà cái này người ta ở nước ngoài ấy, người ta thiết kế một lớp vậy này. Để một là đi chơi biển, hai là mặc cái lót trong, nó 2 giây á nhá. Cái này em không có lót, cho nên cái con này em bán có 100 chứ cái này có lót là con này đi 300 mấy con á. Vũ Phúc bên em không gọi điện chốt đơn, công nhận số lại địa chỉ trên line, chị vào tin nhắn cho em xin số lại địa chỉ vào trong đấy giùm em nha chị ơi. Con này eo 80 quay về cho em. Mã số 3 cho chị Viên Đá Nhỏ. Cái này eo 80 quay về lên em mã 4, 100.000, mã 4 nha. Mã số 4. Cái này rất là mát. Cái này các chị nhìn này, chất thun lạnh rất là mát nhá. Cái này dành cho các chị eo 74-75 á. Trời ơi mặc nó mát mà nó mới tinh vậy này. Hoa nhí hoa ơ này. Trời ơi nó mới mà nó mát. Chị nào eo 74-75 lên cho em mã số 5 100.000 này. Một con body thun lạnh. Trời ơi con này mặc lên form báo đẹp. Con này eo 65-72 nhá. Mã số 4 cho chị Mai Lê. Chị nào eo 65-72 Mai Lê cho em xin ngay số loại địa chỉ và tin nhắn Facebook nha chị ơi. 15 phút sau chị không có số điện thoại địa chỉ, em xin phép giả đơn chặn Facebook chị nhé. Con này con hàng hiệu Milano gì đây này. Trời ơi nó đẹp quá. Con này là con hàng Nhật, hàng xịn đấy các chị. Eo từ 65 đến 72 lên em mã số 6 100.000. Mã số 6. Trời ơi con này phê quá. Cái con này dễ thương quá. Con này hoa nhí dễ thương lắm. Nhìn này các chị. Mấy con này dễ thương quá đi. Con này dành cho các chị eo 74. Chị nào eo 72, 74 thì mặc đẹp nhá. Ở đây nó có túi này. Đó, hoa nhí này. Ở dưới nó xòe xòe đuôi cá này. Đó. Con này cho em 100.000 lên em mã số 7 này. Mã số 6 cho chị Thanh Kim Phạm. Bánh bèo. Một con bánh mã bèo. Mã số 5 cho chị Ngọc Anh Lê. Một con bánh bèo cho em nha. Chị nào mà eo từ 65 đến 72 á, để em kiểm tra cái phần 72 thôi, 74 bị chật ngược rồi. Chị nào eo 65 72 thì mặc cái con bánh bèo này đẹp quá. Này. Ren bánh bèo đây. Trời ơi cưng thế biết nữa trời. Trời ơi cưng vậy. Cưng quá. Eo 65 72 lên cho em mã số 8 100.000. Tiểu thư. Bé này tiểu thư nha. Cái bé tiểu thư nhìn nó cưng lắm nhìn này. Nhìn cái dáng nó cưng vậy này. Đó. Rất là xinh vậy này, chất von nó mềm rũ rượi. Cái con này nó có sợi dây cột eo nha. Chị nào mà eo từ mã số 7 cho chị Phạm Dung. Chị nào eo từ 65 đến 74 mặc được đấy. Eo 65 74 mặc được các chị nhá. Cái này cột sợi dây đằng sau giùm em ha. Đó, cái phần đằng trước này nó eo V này. Eo V này V lên á, nó cũng đẹp nhá. V lên V xuống gì cũng đẹp hết trơn á. Con này lên cho em mã số 9 này. 100.000 này. Ở đây có con ăn chơi. Một con ăn chơi. Form của nó xòe như vậy. Nó rất là mát nha các chị nha. Cái này thun á, rất là mát. Ở đằng sau khi các chị mặc lên giống các chị đang mặc một cái chân váy với một cái áo ha. Còn nếu các chị nào không thích như vậy về đạp con mẹ này vào đây luôn. Đạp vào luôn nhá, không vấn đề. Đạp một đường chỉ thẳng cái này chính vào đây luôn ha. Không vấn đề. Còn không các chị cứ mặc lên. Mã số 8 cho chị Vi Thúy Vi. Không hở đâu, giống như một cái chân váy này. Nó giống như mình đang mặc một cái chân váy không. Mã số 9 cho chị
Phương Lan Lê. Cái câu này dành cho các chị. Phương Lan Lê, em xin ngay số điện thoại địa chỉ và tin nhắn Facebook nha chị ơi. 15 phút sau chị cũng có số điện thoại địa chỉ, em xin phép xả đơn chặn Facebook chị nha. Con này em 7580 mặc đẹp nhá, 100.000 mã số 10. Mã số 10 giùm em. Mã số 10 cho chị Đoàn Thủy. Con này lụa nha. Cái này là dòng xinh, không dài nha. Cái con hồi nãy nó dài lê thê, con này là cái dòng này không bao giờ có dài nha các chị nha. Cái dòng này là chuyên làm đầm xinh. Đầm xinh là nó chỉ em 1m55 là nó ngang cái bắp chuối to của em thôi, nó qua đầu gối, ngang bắp chuối to thôi nha. Nó gọi là đầm xinh đây này. Lụa đầm xinh mà form Âu á. Đấy. Nó dáng Âu này. Các chị nhìn cái chất lụa của Nhật này. Nó mê lắm. Mê ơi là mê ha. Cái con này eo các chị từ 70 cho đến 74 là mặc đẹp lắm nha. Cái này nó sẽ có thường trước em khui nó ra màu xanh nữa đấy, màu xanh 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 cổ vịt nữa, rồi có cả màu đỏ nữa đấy, mà lâu lâu mới có màu đỏ thôi, khui phải vài trăm kiện mới có màu đỏ, còn thường mình khui 100 kiện là chỉ có ra một con màu xanh thôi đấy. Con này cho em nhá, lên cho em mã số 11 này, 11 cho em này. Con này còn mới nguyên tem này, con này cho em nhá, con này nó còn mới nguyên tem, các chị nhìn này, nó còn mới nguyên tem này đó. Con này dáng công sở, chất mát nha. Cái này form rất là này, rất là lịch sự luôn cái form này. Chất rất là mát ha. Đó. Chị nào mà eo 70 11 cho chị Phạm Duyên. Chị nào mà eo 70 72 á, 74 thì nó hơi bon chen đấy các chị. Cho nên mình lấy eo 72 là nó thoải mái mà nó dễ chịu nhất nha. Eo 70 72 lên cho em mã số 12 100.000. Cái con này này, hoa nhí này này. Ôi dồi ôi, giờ nó đã mát rồi, không chi mặc lên người ha, nhìn này. Nhìn này. Rồi nó đã mát rồi này. Mà cái dáng này mặc đẹp người lắm. Cái dáng này mặc đẹp người lắm. Chị nào eo 80 thì mặc đẹp lắm nha. Eo 80 nhá. Eo 80 lên em mã số 13 này. 100.000. Chúc mừng chị nào chốt được con này. Ôi dồi ôi, tiểu thư cho em. Con này mắc tiền ha. Nhưng mà Chúc Phương hôm nay bán có 100.000 một cái thôi. 12 cho chị Ngọc Lê Nguyễn. Vừa bán vừa tặng. Thích con này quá, em vừa không? 13 cho chị Hà Tuyết Mai. Ôi thôi chết rồi, con này em vừa rồi các chị ơi. Em chốt. Em chốt con này. Em chốt con này luôn. Em chốt con này. Rồi con này dễ thương nha. Nhìn này các chị, form Âu này. Cái này nó dễ thương lắm. Nó 2 dây mà Âu xèo này các chị. Đó. Cái con này dành cho các chị eo từ 70 tới 74 á, 75 luôn nhá. Cái này là bao mới cho các chị luôn đấy, con này rất là cưng ấy. Giống như kiểu là áo em chưa mặc một lần ấy, nó mới từ trong ra ngoài này các chị. Nó mới từ trong ra ngoài vậy này. Đấy, eo 70 và 75 là mặc đẹp lắm nha. Lên em mã số 1 đi, số 1 đi cho nó nhanh. Anh chị ơi, bên em chốt chắc không đổi xã giúp em nha. Trời ơi, có 100.000 một cái đầm Nhật mà em giặt ủi. Mấy chị nghe rõ số eo rồi chốt giùm em. Giặt ủi mà nó bóng láng như vậy mà hôm nay em còn xả nữa thì chị các chị Ngọc Lan Nguyễn hôm nay em ngâm chốt cho chị nha, bỏ. Em còn xả nữa thì nó còn rẻ nữa mà nó lại còn đẹp nữa như vậy này. Mẹ các chị thấy không? Miễn ship tận nhà mà giặt ủi mà một đầm Nhật mỗi mẫu có một cái thôi. Người nhiều người chốt lắm không được, các chị chốt được các chị xả ra mất duyên của em mất thôi. Cho nên khách mới chưa mua đơn nào xả đơn nhà em ra là chặn Facebook, em không bán nữa. Còn khách cũ là ngưng chốt hôm nay luôn. Tại vì để cho mọi người khỏi đu theo. Tại vì thường là dân Việt Nam mình có tính đoàn kết ấy. Cứ một người xả, mình xả được là người sau người ta cứ thứ vậy là người ta đua theo. Mà số 1 cho chị Cao Kiệm. Là cái like của tụi em tội khổ tụi em lắm luôn ấy. Tụi em bán rất là cực. Các chị biết là một con đầm có 100.000 mà tới mấy chục cái khâu công đoạn. Nào là kiểm kê, phân loại, giặt ủi, rồi đóng gói, băng keo, bọc bịch, miễn ship, live stream đủ thứ trò trong đây hết. Mà các chị xả ra xả vào, tụi em không có công làm. Không có công làm tụi em không bán nữa thôi nhá. Chứ không có phải chảnh nhá, cái này không chảnh. Có mã 14. Mày chốt thứ mấy rồi? 14 là con của má để dành này. Không, cái con này cho em, các chị eo 72, eo 70, 72 nhá. Con này là cực đẹp. Đây là dòng lụa đẹp, lụa xịn các chị nhá. Con này là giá xỉ 150 một con đấy. Nhưng hôm nay em xả có 100.000 thôi đấy. Lên mã 2 cho em nhá. Eo 70, 72 nghe đúng sai nha. Mã số 2 cho chị Quỳnh Như. Cái con này chị nào lấy thì ủng hộ em nhá. Con này nó còn mới này các chị nhìn này. Chị Quỳnh Như cho em xin ngay số điện thoại địa chỉ và tin nhắn Facebook nha chị ơi. Cái này còn mới nguyên sao? Chị không có số điện thoại địa chỉ, em xin phép xả đơn chặt Facebook chị nha. Cái này cái cúc nó chưa có mở bạc ra này. Cái cúc nó đang còn bóc bạc này, chưa mở ra này. Đấy, chị nào eo 70, 72, 74 thì bon chen thôi chứ không có thoải mái nha.
eo 70, 72 mặc thoải mái nhất nha các chị. Con này cho em 100 ngàn lên em mã số 3 nha. Một con khoác đi biển, nó theo hết cái khoác luôn. Các chị nhìn này, cái màu nó nhu này, nó theo chị hết Xuân luôn nha. Chị Xuân Thanh Đồng ơi, chị xanh xe thì chị đi đâu chị xanh đi, đừng có vào đây, bẹp ghê. Xanh gì? Cái nét không? Cho đây quảng cáo. Trời ơi, nhà người ta đang bán mà nhảy vô quảng cáo như vậy là cái nét nó không có vui ha. Cái nét như vậy nó không có nha các chị nha. Ví dụ như mình quảng cáo ở cái chỗ nào người ta họp chợ á, thì mình vô mình quăng cái quần què gì vô cũng được ha, mình quảng cáo cái gì cũng được. Còn khi mà người ta đang bán mình vô mình quăng những cái gì quảng cáo vô ấy, cái đó nó theo một đạo đức nghề nghiệp ấy. Để mà nói chị không cùng ngành nghề với em thì nó còn nhẹ tội đấy. Còn nếu mà chị cùng ngành nghề bán như tụi em ấy, thì người ta cho rằng cái con người này không có đạo đức buôn bán nghề nghiệp. Trong kinh doanh buôn bán nó mất con mẹ nó cái đạo đức nghề nghiệp, các chị hiểu không? Chỗ cái người ta, cái nhà của người ta chứ không phải là cái gì mà nhảy vô làm như vậy. Nó mất cái đạo đức nghề nghiệp đi ha. Đây là chị không có phải là cùng nghề với tụi em ấy, là em nhắc nhẹ thôi. Để cho các chị nào mà cùng nghề với em ấy, mà muốn có đăng bài quảng cáo hay là kèo kéo khách gì ấy, thì mình đi vào những cái nơi mà người ta ghi là họp chợ ấy. Đấy, là mình cứ quăng thoải mái, quảng cáo thương hiệu của mình thoải mái. Còn riêng những cái live stream của gia đình người ta, fanpage người ta, trang người ta lập ra phải chạy quảng cáo tốn bao nhiêu tỷ bạc, bao nhiêu tiền của người ta dọn mâm, dọn sẵn các chị nhảy vào các chị quảng cáo. Như vậy trong đạo đức nghề nghiệp người ta nói là nó mất đạo đức, nó thất đức lắm. Làm như vậy nó mất thất đức, các chị hiểu không? Mà số 2 em chốt không rồi phải là kiểu ơi. Không phải là vô đây các chị giành giật khách, em không nói dụ đấy, vì khách hàng chọn ai thì chọn. Khách hàng không phải là một món đồ để giành giật, nhưng mà đấy là các chị đang làm, các chị nhảy vào nhà em quảng cáo là các chị đang mất cái đạo đức nghề nghiệp ấy. Cho nên em xin thông báo chị nào mà bán hàng giống em thì nếu có cái tính đấy đi vô các live stream mà người ta bán hàng ấy mà làm cái chuyện đấy thì mình dừng ngay, vì cái chuyện đấy nó mất đạo đức nghề nghiệp và cái nghiệp tổ người ta sẽ không phù hộ cho mình đâu ha. Nó có nghiệp tổ hết ha. Mình làm ăn như vậy là không ai phù hộ cho mình hết nha, chấm hết. Dù gì ngoài kia shipper giao hàng gì con gái ơi. Con này eo các chị 75-76 quay về thì mặc đẹp nhá. Còn các chị eo 80 bị trợ chật cái nách. Eo 7, eo từ size S, size M cho đến, nói chung là eo từ 65 đến 76 là chốt con này được ha. Cái này khoác xịn đây, khoác theo đây, khoác đi biển nhá. 100 ngàn lên em mã 4 nha. Mã 4 giùm em. Nhiều khi tụi em bán mấy cái con đầm này á, tụi em bán đến như vậy rồi á, chẳng qua là bán để lấy khách thôi á. Người ta nói bỏ thì thương mà vương thì tội. Chị Cúc Hồ cho em xin ngay số điện thoại địa chỉ và tin nhắn Facebook nha chị ơi. 15 phút sau chị không có số điện thoại địa chỉ em sẽ phép xả đơn trên Facebook chị nha. Người ta nói bỏ thì thương mà vương thì tội. Một con đầm nó đẹp như thế này, mình chịu khó mình bán, mình bỏ công, người ta gọi là lấy công làm lời. Mà đằng này lấy công bỏ công để lấy khách chứ không có làm lời ha. Các chị cứ tính một con đầm miễn ship mà bao nhiêu công làm như thế, trả lương bao nhiêu như thế, con đầm nó không còn đủ 50 ngàn đâu, nó không còn đủ 50 ngàn đâu. Nó giống như là nó nói chung là mình bán chị để có nhiều khách mới thôi. Chị không gọi điện cho đơn, không nhận số đại địa chỉ trên ai, chị vào tin nhắn Facebook cho em xin ngay số đại địa chỉ vào đấy dùm em nha chị ơi. Còn chưa kể đầm 50-70 có đúng á chị Hoàng My, nó đúng á, ngồi tính cặn kẽ dùm em đi, là tụi các chị sẽ biết là thương em, là vì tụi em bán là tới mức này rồi, các chị ủng hộ siêu phẩm cho em rồi, đến tới mức này rồi là tụi em bán là thấy nó xinh quá không nỡ mà bỏ đi, phải làm từng cái lên bán cho các chị mặc hoặc mang về bán. Tại vì những con đầm này là nó quá thông dụng, cái gì không mặc hoài được. Con này cho em nhé, con này lụa xịn lắm, cái form này là form eo chết nha. Con này các chị eo 90 á, 92 á là mặc rất là thoải mái. Và em đo cái ngực kỹ cho cái này, ngực của các chị nào ngực 98-100 luôn á, ngực 98-100 luôn á, eo 90-92 nhé. Cái này lụa này, mềm mát mịn này, cái này có dập ly này. Đấy, các chị size to thì mình mặc rộng rộng vào này, nó không thấy bụng gì hết nha. Mặc như vậy nó sang. Con này hôm nay em sale có 100 ngàn thôi đó. Lên em mã số 5 nhá. Số 5. Em thấy cái người ta cứ bán, cứ phốt nhau nhanh nhản ở trên mạng. Cái vụ mà cướp khách với cướp này kia. Em nghĩ là khách hàng không phải là món hàng, cho nên không có thể phải là dùng cái từ cướp được. Nếu như hàng của mình, nếu như hàng của mình tốt. Chị Cúc Hồ, em nhắc lại lần nữa là bên em không gọi điện chốt đơn, không nhận số điện thoại địa chỉ trên live, chỉ vào tin nhắn Facebook cho em xin ngay số điện thoại địa chỉ vào đấy giùm em nha chị ơi. Không mà số 5 cho chị Trang là. Nếu như hàng của mình tốt thì cho dù người ta mời thế nào đi chăng nữa thì cái người khách đấy họ cũng vẫn không mua bên kia, hoặc là họ có mua hay không họ vẫn quay về với mình. Đó là bên mình nó có một cái chính sách tốt này, một cái uy tín tốt thì không bao giờ mình sợ mất khách. Cho nên là cho dù trừ khi mình
bán buôn đều mà cái người khác họ vô họ chào mời mà họ làm tốt hơn mình là mình bị mất khách đó. Còn mình làm tốt thì mình không sợ mất khách, nhưng với cái đạo đức nghề nghiệp thì người kia không tốt thật sự đó, chứ còn không thể nào dùng cái từ cướp khách được ha. Đây con này cho em nhé, con này là xì tai của em đó, em thích con này lắm. Mà chị em... Bảo Ngọc có chiếc nào nhỏ rõ eo 65 không bà? Có 65 nùi cả nùi nha, đợi một tí xíu em lên nó chị sẽ... Mai em lên 5 phút sau, chị không có thông tin em xin phép xả đơn trả Facebook chị nha. Và chị... em cũng mong là chị đừng có xem tin nhắn của em nữa. Chị nào mà eo 80 á nhá, trời ơi con này phê, em nói nó phê đúng lắm luôn á. Cưng cái này là mặc xinh, mặc cái này là về chồng đi làm về là thấy vợ mặc cái này là xinh là yêu liền nha. Yêu liền, 100 ngàn mã số 6 nhá. Yêu liền luôn, mặc cái con đấy là xinh chồng yêu liền ha. Đây. Chị Nguyễn Hương, hôm qua chị chốt được không? Giờ chị hỏi em cũng không biết nha chị ơi. Chị có chốt được không là có đọc tên ha. Và nếu mà chị có chốt được mà nhân viên có báo hóa đơn cho chị á, báo biên lai á, thì là chị có hàng đi rồi, còn không có báo biên lai gì hết. Tới tối ngày nay mà không có báo biên lai gì hết là chị không chốt được ha. Mã số 6 á chị Tuyền Hồ. Đây là một con yếm xịn nha. Chất bao đã luôn á. Này các chị nhìn này, nó còn có túi phía sau rồi này. Đó. Đây là một con yếm xịn này. Ê con này giống con đen của chị mặc vậy. Nhỉ? Giống con đen ấy nhỉ? Mà sao con này chị vừa không? Ê chị vừa nha bé. Hơi kích kích một tí. Mà bọn em chốt rồi chị Trần Hoa ơi. Đùa chứ, cái này chị vừa đấy. Con này nha, chị nào mà mê yếm ấy, eo 80, 82 mặc con này nha. Em chốt nó đấy. Mà thôi các chị chốt đi, các chị chốt đi. Chị em này em thích con này lắm này. 100 ngàn lên mã yếm đi em nhá. Mã yếm, eo 80, 82. Đây là một con khoác đi biển này. Khoác này là khoác rất là mát mẻ đi biển này. Đó. Chất bao mê luôn. Cái này free size nhá. Vì cái tay này này, cái tay này người ta thiết kế cho ai cũng mặc vô vừa hết. Size to mặc vô vừa, size bé mặc vô vừa. Cho nên là em gọi là ai cũng mặc được free size nhá. Còn cái phần nách này nó nhỏ nó hẹp thì em sẽ báo số đo bằng eo. Con này cho em nhá, free size, một con khoác biển. Lồng lộn không? Lồng lộn nhỉ. Lên cho em mã khoác nhá. Mã yếm cho chị Hà Tuyết Mai. Mã khoác, mã yếm. Cái con này là eo 65 đây. Chị nào hỏi eo 65 đây. Con này là bánh bèo đây. Con bánh bèo đuôi cá eo 65 đây. Chị nào hỏi eo 65. Trời ơi con này mê quá này. Eo 65 bảy. Eo 65 đi. Đừng chị có Bảo Ngọc. Chị Bảo Ngọc pha eo 65 đúng không? Hốt ngay con này xinh quá này. Trời ơi đuôi cá này xinh. Mã khoác cho chị Hà Tuyết Mai. Con này xinh lắm chị ơi. Con này nó ôm sát vô người á, xong nó xè xè dưới ra một tí á. Thề luôn chị mặc cái này em nắm mông eo đâu đẹp lắm luôn á. Con lấy thì lấy nhá, 100 ngàn một con. 100 ngàn miễn ship tận giường luôn. Xinh không? Xinh như vậy đó. Chị lấy thì lên ok cho em nhé. Đây là một con thung lạnh. Thung lạnh. Ôi dồi ôi con thung lạnh này mặc sướng lắm. Em nói trong dòng Nhật ấy, nhà em bán ấy, nổi tiếng nhất là dòng Nhật thung lạnh. Chị nào mặc lên người cũng phê hết mà em cũng phê. Chị nào eo 80 quay về nhá. Mặc con này một tuần không thấy nóng luôn đó trời ạ. Đã lắm. Eo 80 quay về lên em mã số 7 nhá. Mã 7. Một cái con hàng chị hiệu. Chị Nguyễn Hương ơi, sáng nay vào 9:33 bọn em đã gửi toa cho chị rồi, tại chị không xem rồi nha. Chị gì chị nào? Chị Nguyễn Hương. Nguyễn Hương hay Lương? Nguyễn Hương. Chị Nguyễn Hương ơi, 9:30 sáng, nhân viên nhà em đã chốt đơn xong và lên đường đi hàng cho chị rồi. Có gửi toa vào trong tin nhắn Messenger cho chị rồi, Facebook cho chị rồi. Nhưng mà chị không có vào xem. Chị không có vào xem, rồi làm sao biết đơn hàng của chị bao nhiêu tiền. Mã số 7 cho chị Mai Anh Thanh. Chị vào xem rồi mà em đơn chị đơn hàng nha. Chị ngay xong lại địa chỉ với tin nhắn Facebook nha chị ơi. 15 phút sau chị không có thông tin xong lại địa chỉ, em xin phép xả đơn trả Facebook chị nha. Và hàng của chị đã đi rồi nha chị nha. Đây là một con hiệu nha các chị. Một con hàng hiệu xịn sò cho em. Nó đẹp như vậy này. Chị nào eo 65-72 thì mới chốt nha. Cái này dáng xinh nhá. Siêu xinh. Lên cho em mã số 8 nhá. 100 ngàn mã số 8 cho em này. Chị Ngọc đâu rồi, em hỏi cái con đầm eo 65 đâu rồi. Không thấy trả lời trả vốn nè. Áo em mặc có bén không? Dạ có 350. Đây là đầm bít size nhá. Từ 50kg tới 100kg nhá. Bít size. Có tặng đèm dưới đây. Mã số 8 đó chị Cao Kiệm. Cho chị con như vậy đi, cho chị giới thiệu thôi. Cho chị một con giống chị đang mặc, cho chị giới thiệu.
Cái dòng này là dòng rất là xịn. Cái chất von của con này mát lạnh. Nó là dòng von siêu VIP. Nó là dòng von siêu VIP á. Các chị mặc lên người nó mát lạnh luôn ha. Và dòng này dòng đi tiệc. Các chị có thể mặc được hai dáng, một là cái dáng cột dây, hai là các chị mặc cái dáng giống em ha. Từ 50kg tới 100kg mặc vừa. Các chị size nhỏ á thì đương nhiên là các chị mặc nó rộng. Nhưng cái big size này các chị cột cái dây vào như vậy này, nó ra cái nách cánh rơi bao tây nhá. Nhân viên nhà em 30kg nó mặc thoải mái không vấn đề ha. Các chị 50kg đổ lên thì cứ chốt thoải mái ha. Đấy 350.000 chị nào lấy thì cái này lên đầm giống em đi. Đầm giống em 350.000. Hàng này VIP nhất đấy chị nha, VIP nhất đấy. Chị Bảo Ngọc, không chị, em lấy có tay. Rồi ok. Con này eo 65 nhá, siêu cưng nhá, mới tinh cho em. Hàng của Nhật nha các chị. Mới tinh hàng của Nhật mà lại còn được miễn ship nha. Nó mới như vậy này. Ha, nó rất là mới. Chị nào size S eo 65 thì chốt mã 1 nhá. Mã 1 giùm em 100.000. Đầm giống em cho chị Trần Thị Cẩm Thúy. Lấy cái giống chị ạ. Rồi chị Trần Thị Cẩm Thúy. Thúy cho em xin ngay số điện thoại địa chỉ và tin nhắn Facebook nha chị ơi. 15 phút sau chị không có số điện thoại địa chỉ em xin phép xả đơn nhận Facebook chị nha. Cái con này dùm em eo 74 đấy, các chị nhìn thấy xe không? Một cái con công sở mà nó dáng chuẩn, form chuẩn luôn nhá. Chị nào đúng eo 74 ấy, mặc lên em nói là nó đẹp kinh khủng luôn á. Các chị nhìn cái form này. Trời ơi cái form công sở nó cưng. Nó không cưng là không lấy tiền á. Eo 74 quay về lên em mã số. Mã số 2. Số 1 vừa lên đấy đấy. Lên số 1 rồi. Con này bị sao đây? Cứ vào xem tin nhắn không chờ. Chị Mai Lê ơi, chị Mai Lê. Mã số 2 cho chị Lê Thảo. Chị bị làm sao vậy? Cứ vào xem tin nhắn thì chẳng cho ta địa chỉ là sao nhỉ? Tại sao chị? Tại vì là không muốn cho đúng không? Tại vì là muốn chốt cho nó có tủ chị cho Trần vui đúng không? Chị Trần Thị Cẩm Thúy, bên em không gọi điện chốt đơn, không nhận số lại địa chỉ trên line. Chị vào tin nhắn Facebook cho em xin ngay số lại địa chỉ vào đấy giùm em nha chị ơi. Chị mua hàng bên em mà chị không cho địa chỉ vào trong tin nhắn cho em, bố em chả giao hàng được cho chị. Đây, con đầm thế này có 100.000 đồng bạc, xin địa chỉ mãi không được, em xả ra và em chặn Facebook chị luôn. Để lần sau chị khỏi phải vào nhà em chốt đơn, chốt gì hết trơn á. Chốt hàng không cho địa chỉ. Cái nhà của mình khó cho địa chỉ quá, cao sang quyền quý quá thì đừng vào chốt đơn. Mà có vào á, vào chơi với em thì được. Chị, em xin thông báo các chị khách mới chưa có mua hàng nhà em bao giờ. Cảm thấy cái địa chỉ nhà mình mà nó cao sang quyền quý, cảm thấy 100 của mình nó to quá, em không có phúc, hiếm phúc để lấy. Thì các chị đừng chốt số cho em. Vô đây chơi với em thì được, nhìn đầm cho họ đỡ thèm thôi nhá, nhìn cho đỡ thèm thôi, đừng có chốt. Chốt rồi phải cho địa chỉ ha. Cho địa chỉ lúc đấy lại không đỡ cho địa chỉ là em xả ra tội nghiệp em ha. Vô chơi thôi, em cho chơi, vô nhà em chơi được nha. Đấy đừng có chốt là được. Chốt rồi không cho địa chỉ là em buồn ha. Chị nào eo 80 nhá, hốt giùm em con này của chị Mai Lê. Chị nào mà chốt rồi mà xả ra em chặn Facebook. Chặn Facebook chị Mai Lê đi. Chứ bây giờ để làm gì? Chị Cúc Hồ, 5 phút sau không có thông tin em xin phép xả đơn chặn Facebook chị nha. Eo 80 dùm em lên mã số 3 nhá. Cái này nó xuyên thấu nha các chị nha, xuyên thấu. Một là mình mặc đi biển, hai là mình mặc kèm với lót dùm em nha. Cái này xuyên thấu phong màu. Một con Nhật, một con đầm Nhật xuyên thấu phong màu 100.000 mã số 3 nhá. Một con Vin cho em. Mã số 3 cho chị Bình Xuân Võ. Một con Vin, con Vin lụa, các chị nhìn này, con Vin này. Các chị nhìn này. Trời ơi, cái chất lụa của nó mềm, nó đã lắm luôn này. Rất là đã, con này eo chết nhá. Mà cái này có sợi dây đai. Con này có đai cho các chị luôn á. Đây này, có đai nhá. Cái form eo chết mặc lên đẹp lắm. Cái này mới này các chị ơi, mới tinh luôn nhá. Nó mới tinh thôi. Một con Vin eo chết, eo 80, eo 78 và 80. Và các chị mặc lịch đai lên, cái tay nó xòe xòe vào này. Trời ơi, tiểu thư quá à. Tiểu thư nhá. 100.000 lên em mã 4 nhá, mã số 4. Con này, cái này mát, cực kỳ mát nha các chị. Một cái tét xô. Xô mà xô ở trong kiện đầm Nhật chứ không phải xô vớ vẩn nha các chị. Mã số 4 cho chị Hà Tuyết Mai. Cái này, các chị nhìn này. Trời ơi, mặc con này xong rồi cứ đi tìm mấy con này mà mặc tôi nó mát. Nó mát rượi à, bao nhiêu mồ hôi nó thấm hết trơn à. Bao nhiêu mồ hôi nó thấm hết vào đây. Trời ơi, nó thích gì đâu, trời ơi. Eo 90, vừa không, để em kiểm tra lại. Được, eo 90 nha. Eo 90 quay về, ai thích rộng thì cứ bơi vào đây ha, có túi luôn ạ. Eo 90 quay về lên cho em mã số 5, 100.000. Số 5. Ơ có biết cái con chị để cho chị Bảo Kiếm Mai để chỗ nào quên mẹ mất. Đây là một con đi tiệc. Mã
số 5 cho chị Đoàn Thủy. Đây là một con form Âu đi tiệc còn nguyên tem của Nhật nha các, còn nguyên tem nha các chị nhá. Đây là em khui trong kiện đầm Nhật ra nhá. Những cái đầm xinh này nè, những cái dáng xinh này, nó đa số là nó được nhập khẩu từ Hàn vào, vì đây là những cái form dáng của Hàn á, nó trẻ trung á. Đó, trên tem này này nó có nhập khẩu từ Hàn vô đây. Khi tụi em khui trong kiện đầm Nhật ra nó có sao thì mình bán vậy ha. Đó, mình bán chất lượng trên con đầm chứ mình không có bán thương hiệu trên cái tem nha. Đó, cái con đầm này còn mới nguyên tem vậy đó, đi tiệc cho em, đi tiệc luôn giùm em cái. Con này dành cho các chị eo từ 70-72, size S và M đấy. Chị nào sẽ size M, S thì rộng rồi đấy, size M thì đẹp luôn á. 100.000 nhá, lên em mã số 6. Số 6 cho em 100.000. Số 6. Con này cưng hết nhờ. Con này dáng hot đi á các chị, phong rộng rồi này. Dáng hot đi mặc rộng rộng ấy, xinh ơi là xinh các chị ơi. Mới tinh à. Chị nào eo 80 quay về nhá, mặc con này xinh lắm. Nhìn này. Trời ơi, mặc ở nhà làm công chuyện nhà, mặc đi chợ đi chơi. Mã số 6 cho chị Hà Sĩ. Đi bật 8 mà 9 bà 10 cho em. Lên em mã số 7 100.000 này, miễn ship luôn nhá. Mấy cái đó là gì vừa qua đây bán luôn à. Siêu phẩm. Một con siêu phẩm. Hai con siêu phẩm. Sao không thấy tên? Mã số 7 cho chị Thảo Đặng. Sao không thấy tên? Mai mốt để tên cho chị. Mai mốt để tên cho chị nhé. Đây là một cái đơn hàng của một chị mẹ chị đại nào chốt của em đây này, hàng siêu phẩm đây này. Xong rồi bây giờ vì lý do trục trặc nào đó phải xả đơn đây các chị thấy không? Chị đại chị mẹ nào chốt cái con này em mà điều tra được là em chặn Facebook ngay. Hiện tại bây giờ em đang bận, em không có điều tra được cái con này, em mà điều tra được á em chặn Facebook ngay. Con này form Âu cho em nha. Form Âu. Chị Hà Sĩ xin con vàng này. Cái con vàng này nó tới 300 mấy một con nhưng em bán có 250 thôi đấy. 250. Đó, nhưng mà em sẽ xả cho các chị với giá 200.000 lấy lộc nha. 200.000 đồng bạc lấy lộc. Chị ok thì lên cho em chữ ok, nhưng con này là eo của nó từ 65 đến 74. Eo 65 74 nha. Con này em nói là 300 mấy một con của em đấy, hàng vi Nhật đây là xịn này. Các chị nhìn này. Vi Nhật xịn như thế này là 350 giá sỉ nhá. Còn các chị mua lẻ con này 400-500 ngàn. 4 mấy trăm trăm ngàn đó. Chị Hà Sĩ ok. Thì 200 vào đây em. Đấy các chị thấy em mỗi lần xả ra em bán cực kỳ bị lỗ luôn. Cho nên là em mà điều tra được chị nào mà chốt vin siêu phẩm nhà em ấy mà xả ra, lần sau em không chốt siêu phẩm cho các chị nữa đâu. Lần sau các chị có muốn mua siêu phẩm em cũng không bán nữa đâu. Đấy, không bán buôn mẹ hết trơn á. Con này cho em. Con này các chị nhìn này, nó dập lê dập ơ này. Trời ơi, con này 200 mấy của em đấy. Em bán cho 150. Chị nào con này lụa này. Trời ơi, nó cứng như vậy này trời ạ. Sửa 200. Chị nào mà eo 85 á. Chị nào eo 85. Chị nào eo 85-90 là mặc được con này nha. Sửa con này cưng lắm. Ơi, 200. Rất là cưng, con này 150.000. 150.000 con này cho em nhắn lên mã số 5. Em xả mấy cái chị đại chị mẹ ra đây. Em sợ mấy chị đại chị mẹ lắm, mấy trăm ngàn một con đầm của người ta cũng chốt xong rồi chốt xuống bắt đầu. Em nói cái nghề buôn bán nó khổ. Chuyên quanh năm là mình chán nản vì có một cái mà mình băn khoăn nhất là các chị đại chị mẹ. Chốt là thấy người ta chốt là chốt cho có nó tụ thôi. Chốt đúng rồi. Mã số 5 cho chị Trang Lạng. Cái con này cho em, để đó. Con này các chị eo từ 75 đến 80. Con này siêu đẹp nhá, 300 mấy của con một con như vậy đấy. Các chị nhìn nó đẹp như vậy, nó mới tinh mà còn đai như vậy này. Dạ, con đầm kẻ 200 đó là chị Hà Sĩ xin trước rồi nha, chị Viên Đá Nhỏ ơi. Cái con này em bán cho các chị với giá 250. Ghi giá 150 lên. Nói rồi mà không chịu nghe cái thằng què gì đâu á. Dạ, em chào chị Giang Ma. Cái con này rất đẹp nha, em xả cho các chị với giá 250. Eo từ 75-80 lên cho em mã 1 này. Mã 1. Rồi còn cái đơn nào của chị mẹ chị đại nào mà xả hết đây tao? Mày để mày tên cho tao. Để lên đây tao đọc tên cho nó vui. Tao đọc đây tao chửi xong rồi tao mới xả. Tao bắt đầu tao mới chặn Facebook luôn cho người lần sau khỏi vô mua luôn. Chị Hải Đường Trần bị cái quần què gì mà phải xả một đống hàng của em ra vậy? Chị Hải Đường Trần. Thấy dã man tàn bạo chưa?
Mã số 1 cho chị Hà Tuyết Mai. Thấy người ta chốt, cũng bảo chốt toàn những con đầm còn nguyên tem như thế này. Chị Hải đường Trần là có mẹ nào vậy? Này form Âu này, chốt này, toàn là viên siêu phẩm mấy trăm ngàn một con như thế này này. Toàn là những con Âu, con Á mấy trăm ngàn một con như thế này. Thấy người ta này, đuôi cá mấy trăm ngàn một con như thế này. Xong rồi chốt xong rồi, rồi xả đơn người ta ra như thế này. Thấy chị Hải đường Trần, chị có chị có hãm không? Đây. Chưa thấy em gửi toa đi mua shop khác. Các chị thấy có hãm không? Trả lời một câu hãm không? Em cầu cho chị đi mua shop khác đi ha. Rồi chị đi nhận được cái đầm nó như ý nha. Đấy, em mong là chị nhận được ở shop khác, chị nhận được đầm như ý. Tại vì ở cái shop này chị tạo nghiệp nó quá nặng, cho nên là những cái sự tạo nghiệp như ý đó nó sẽ nhập vào cái shop bên kia nhá. Chị mua vào cho nó như ý nha. Đó, chứ nhận đầm nhà em nó quá rẻ và quá đẹp như thế này, chị lại bom hàng, chị lại xả hàng của em như thế này là em không hài lòng rồi đấy. Là em thấy là chị đúng là đúng quá hãm rồi đấy, quá hãm luôn á. Em nói thật cho chị, các chị biết nhà em á, ủa lâu quá là chừng nào đi nhà mình chốt đơn một ngày nay ngày mai sáng mai đi đâu hết có mẹ rồi, kêu lâu quá. Nhà mình có để đơn lâu mà kêu lâu quá, các chị thấy không, nhà em ngày nào cũng đi đâu hết trơn, lai buổi chiều và buổi tối là sáng ngày sau đi đơn. Chị nặng nhiều đơn quá thì là tối hôm sau các chị nhận được qua rồi mà kêu lâu quá, đừng có dùng từ lâu quá với em. Lạy Chúa tôi, con mẹ hám lờ thì đấy chứ. Bà có trong đây không vậy? Mà chạy con mẹ Facebook bà đi ra. Thề luôn, mấy người bom hàng toàn tên đẹp thôi. Nào là tên nó phong vân bão tố lắm, mà bão táp lắm. Nào là toàn là những cái tên mà nghe nó bình yên bình dị lắm. Nào là cái gì tịnh tâm tử tốn, rồi là Phật pháp vô biên, rồi biên ải nọ kia, rồi bắt đầu bẹ sáng nắng chiều mưa 12 giờ trưa sương mù rải rác. Xong rồi đấy, toàn tên đẹp thôi. Thật ra giờ đến Hải Trần Hải Đường đây, Hải Trần Hải Đường đây rồi, các chị thấy không, hãm không? Em xin thông báo chị nào á mà có ý định mà mua hàng nhà em một nồi vậy này, cái này là không phải là người ta muốn mua đâu, tại vì người ta thấy nhà em bán đắt hàng á, người ta vô người ta giành giật với khách của mình á, để cho mình đừng có bán được á. Những cái con người đấy á, nói chung là nghiệp nó không cuột trước thì nó cuột sau, nó không cuột vào mình thì nó cuột vào người khác trong gia đình, cho nên các chị cẩn thận, nghiệp cuột bây giờ nó không đợi đến kiếp sau đâu, cho nên là sống cho tốt vào nha. Em chúc các chị sống cho tốt vào, còn chị nào có ý muốn đi làm hại người khác như vậy này, em xin các chị dừng ngay lại, vì nghiệp cuột là có thật đấy, luật hoa quả là có thật đấy nha các chị nha, sống cho tốt vào giùm em. Rồi em xả nha, nhà em nói thật với các chị nhá, bằng nhiêu đây đầm á, em bán một nốt nhạc, em thề với các chị bán một nốt nhạc không vấn đề gì đâu, các chị xả nó không vấn đề, nhưng em buồn là buồn cái công sức bao nhiêu người bán hàng ở đây đã đóng gói cho các chị rồi mà lại phải xả ra là buồn lắm, tốn bao nhiêu phí như thế buồn lắm. Chứ còn đối với em, các chị xả ra một đơn ấy thì người khác cũng ủng hộ em 100 đơn đấy, mất một mà lại được 10 được 100 luôn á, không vấn đề. Nhưng mà em buồn vì các chị sẽ gánh nghiệp, buồn là như vậy thôi. Đấy, cho nên các chị mong các chị là đừng có tạo nghiệp nữa. Chị Nguyễn Kiều xin con đấy nãy giờ. Em thề cái con này á, các chị biết cái con này hôm đấy 350 một con, cái ngày hôm đấy em xả có 250 một con thôi, mà bây giờ còn vầy ha. Con này 250 ngàn, eo con này eo từ 70 đến 74, 75. Chị Nguyễn Kiều có vừa không? Xin con này đúng không? Đúng. Chị Nguyễn Kiều có vừa con này không? Em bán 250 nhá. Đây là một con Âu VIP đây này, con Âu đẹp như vậy này, Âu mà em nói nó mới như vậy này, em phải bơi cái trong ruột ra như thế này cho các chị xem này để mà mua này, chứ không vớ vẩn đâu mấy con này đâu. Chị có ok thì ủng hộ em ha. Rồi con tiểu thư này, tiểu thư cho em này, đấy 300 mấy một con tiểu thư mà em xả có 200 mấy thôi, mà sao khó khăn khổ sở thế. Chị nào mà eo từ 70 cho đến 78 này, đấy dòng Nhật là hoa nhí tiểu thư này nó rất là hiếm luôn á, nó rất là hiếm luôn đó, các chị thấy không? Đó, 250 ngàn, lên cho em mã số 2 đi, số 2. Đấy, mấy cái này toàn 300 mấy một con, không có đẹp như vậy nè. Đấy, em xả cho 250 hết luôn nhé. Ủa, mồm cái gì trên chị em chăm Facebook chị? Cái gì? Ok. Chị nào mà eo từ 75 đến 80, chị nào eo 75-80 dùm em. Mã số 2 cho chị Phạm Duyên. Các chị thấy không? Toàn những con vin Nhật mà nó đẹp như vậy này, phong Âu đồ kia không? Eo từ 65 đến 80, xin lỗi, eo từ 75 đến 80, lên em mã số 3, 250 này. Đây, thêm một chị nữa này, thêm một chị nói chung là rảnh nghe.
không có chỗ đi, tội nghiệp khổ. Tội nghiệp không có chỗ đi, không có chỗ dung thân, nên phải vào nhà em xem đầm. Xem xong mình không có tiền mua nhưng mà cũng phải chốt. Chốt rồi không cho địa chỉ. Chị Nguyễn Kiều ok nè, lấy xuống. Đây ok, lấy xuống. Con này 20 rồi. Khổ cái chị Cúc Hồ này. Người ta giới thiệu cái con khoác biển này 100 ngàn. Con áo khoác đi biển mà nó thêu hết cái áo như vậy này các chị, nó mới. Số 3 cho chị Vũ Thị Hương. Nó mới mà thêu hết cái áo như thế này này. Đấy, eo 78 quay về là mặc được hết luôn á. Là mặc được hết cái khoác này cho em á. 100 ngàn khổ vào chốt, cũng chốt cho có tụ được không cho địa chỉ. Các chị rảnh chị quá. Chị Hồ Vân áo trụng mặc eo 100. Cách 102, viết sai. Không, chị đang hỏi. À. Chị đang hỏi. Cái con này này. Đấy, cái chị đấy chốt xong không cho địa chỉ em xả ra nhá, mà chạm chú chị Cúc Hồ đấy, chị Cúc Hồ ơi. Chị rảnh á, chị đi ra công viên á, đi ra công viên nhá. Tìm cái chỗ nào vắng trẻ con ấy, chị ngồi chị búng thung giùm em nhá, cho nó đỡ tạo nghiệp. Còn nếu mà mua thì mua thật lòng, em cảm ơn, em biết ơn sâu sắc. Còn không mua thì đi ra công viên tìm cái chỗ nào mà trẻ con nó vắng vắng ấy, còn mấy cái chỗ mà trẻ con nó chơi để cho nó chơi nhá, đừng có vào danh với nó nhá. Kẻo bố mẹ nó tát cái bể mặt đấy. Đi chỗ nào mà cắn đắng vắng vắng ấy. Ra đấy cầm bọc thùng ở đây ngồi bốn thùng nha. Em đã chốt con hoa nhí trắng cho chị rồi, chị đừng ok nữa. Okay đừng có vô đấy mà tạo nghiệp, em tội nghiệp em tha tội cho em cái. Chị ơi, chị Cúc Hồ ơi, chị tha tội cho em cái. Đi ra công viên mà giành giật cái chỗ con người ta chơi là có chừng bố mẹ người ta tát cho vỡ mặt đấy. Cẩn thận nha chị nha, chúc chị đi vui vẻ. Cái này 100 ngàn eo 78 quay về giùm em, khoác biển. Khoác biển giùm em nhá. Lên em mã số mấy này? 4 à, số 4 à. Rồi. Cái của chị này vẫn còn đây này, cái của cái chị đấy là chị Hải Đường, đấy là chị tên Hải Đường Trần đấy. Đó, toàn là tên đẹp thôi, tên là tên nó phải là tên ngút người vậy đó. Đó, tên nó đẹp lắm nhưng mà cái dạ, nó không có đẹp. Đem mà eo 100 được nha chị Hồ Vân ơi. Cái con này là một con lụa xịn nha các chị nhá. Cái này nó thuộc về hàng gấm lụa đấy, gấm lụa không phải hàng bình thường ha. Mã số 4 cho chị Hoàng Nhung Nguyễn. Và con này là đuôi cá luôn đó các chị. Đuôi cá ấy. Trời ơi nó mê. Cái con này cho em, eo các chị là eo 78 á. Eo 78 quay về là mặc đẹp lắm nha các chị. Eo 78 quay về mặc đẹp nhá. 250 ngàn một con đuôi cá xịn nha. 250 lên cho em mã số 5. Buồn. Đây là một cái con mà cái này vừa bóc trong cục hàng ra. Áo đang mặc giá bao nhiêu báo cho chị Hồ Phong? Dạ con này 350 ngàn, được không? Dạ con em đang mặc là 350 ngàn dòng bít sai đỉnh nhất. Chất von nó là dòng von siêu vít. Nó mát, nó mềm, nó mịn, nói chung mát lượn. Và không có cái von nào mát bằng nó nha các chị. Các chị biết sai là các chị mặc mấy cái này là sướng lắm vì nó mát đi. Đấy, đi tiệc cho em thoải mái, các chị mặc được hai dáng. Em tặng cái đai này, cái dây này. Một là mình cột eo. Hai là mình mặc như em. Các chị nào size nhỏ, các chị cột eo vào. Các chị size to như em cứ để rộng rãi như vậy cho sang, không vấn đề ha. Cái này biết sai đấy. Dũ trăm... trăm hai eo trăm hai thì quay về mặc được hết đấy, ai cũng mặc được hết trơn á. Đấy con này 350 ngàn, chị nào lấy con này thì lên là áo em mặc đây, áo em mặc 350 nha, 350 ngàn siêu đẹp nha. Đấy nó là dòng xịn đấy đó, chị lấy thì ok mà em ha. Rồi em lên con đen này, con đen vip này các chị nhìn này, nó là hàng lụa cánh rơi này. Đây chỉ có dòng Nhật mới có nhá, dòng Nhật mới có con này thôi đó. Con này em bỏ xỉ là 250 cho đến 350 tùy nha các chị. Em sale con này. Chị Hồ Vân ok, áo đẹp mặt. Eo của con này 350. Khổ thiệt đấy chứ. Eo con này eo 70 và 72 thôi, 74 là bị chật nha. Tại vì đây là cái nách cánh rơi. Con này nó sang xịn mịn đẹp như vậy này, lụa nha các chị nha, lụa. Eo 70 72, con này em sale cho các chị với giá có 200 ngàn. Thỏi đen cánh rơi. 200 ngàn thôi, con này 300 mấy của em á. Em bán cho 200 ngàn thôi. Chị ok thì bảo em nhá. Eo con này eo vừa mới bóc trong cục hàng ra, nó hơi bị nhăn tí thôi nhá. Con này. Đó, con này cho em, chị ok thì bảo em nhá. 200 ngàn. Chị Mai có ok thì lấy ok giùm em nhá. Con này cho em này. Mã số 5. Các chị nhìn này. Cái con này. Mã số 5 cho chị Hương Quốc. Nó hoa nhí này, nhìn này. Mà nó còn có ly như vậy này. Cái này nó tiểu thư. Cái con 250 má ơi. Con này nó tiểu thư lắm, eo 6572 các chị nhìn này. Nó đẹp như vậy này. Đó. Nó còn mới mà cúc của nó chưa có bóc tem ra này. Các chị nhìn này. Nó chưa bóc tem ra này. Đó. Cái cúc còn chưa bóc tem ra. Đấy con này em sale 200 ngàn luôn nhá. Xả luôn 200 ngàn. Con này sale 200 ngàn luôn. Lên cho em mã số 6 đi.
36 đi. Một con hoa công sở hạng sang. Đây ghi giá đàng hoàng, mày để ý nó ghi giá vào đàng. Tức là mày nhớ giá rồi tôi không để ý được. Nhiều khi con kia nó cứ nhìn trai nó không ghi giá đúng thế. Mã 66 cho chị Thúy Nguyễn. Đây kìa. Tao biết nó biết nhìn ai mà ghi sai giá, tao sợ. Đây là công sở hạng sang nhá. Công sở này là các chị nhìn cái táp này. Táp này nó to vậy đấy. Chị nào eo 6572 á, mặc con này đi làm công sở và mình mix với áo khoác vest vào cho em ha. Công sở hạng sang lên cho em mã số 7 nhá, 100.000. Đây còn con này của mẹ nữa này. Vấn đề không nằm ở em, vấn đề nằm ở con kia kìa, đang nhung nhú trai ở trong đó đó. Chị kêu là 200, 200. Mặt hàng rẻ kêu là 250. Con nào? 200, 200. Cái con này 200. Mày kêu 250 hả quỷ? Con 200 à? Không hề có, bay dung nhớ ai vậy? Cái con hoa nhí tím 200 à. Đi vô. Con này cho em này. Chút tôi thật buồn, thật chán đời chứ. Áo lụa xịn nhá. Áo lụa xịn của Nhật, rờ như không rờ, các chị nhìn này. Cái chân váy này nó thêu toàn bộ này. Mã số 7. Nó thêu toàn bộ như vậy này. Chúa tôi nó mới như vậy này, các chị có ai bán đầm si mà moi cả ruột cả gan ra như em không các chị? Moi cả từ cái trong hốc trong kẹt ra cho các chị nhìn như vậy, những cái con đắt tiền như thế này. Để cho các chị yên tâm mà mua. Riêng hàng nhà Trúc Phương Nguyễn không có vẩn đâu, các chị đi mua hàng trên mạng ấy, mua về bơi cái lót ra ấy. Nó tan hoang te tua ấy. Còn nhà em thì các chị cứ yên tâm bơi thoải mái đi. Cái nào rách tới đâu em đền tới đó. Yên tâm mà mua nhá. Mã số 7 cho chị Phương Lan Lê. Con này chị nào eo 74 là mặc đẹp lắm nha. Chuẩn eo 74, 75 là mặc đẹp lắm các chị nha. Size 11 đấy. Chị nào eo 74, 75 này. Cái này eo chết. Các chị mặc vừa form lên là nó lên vậy này. Khi các chị mặc lên form này, nhìn này. Chuẩn eo chết lên form nó xòe đẹp vậy này. Đó nha. Eo 74, 75 lên em mã số 8 này. Cái này là bán cho các chị với giá là 100.000 thôi. Bán vừa tặng luôn. Con này cho em. Đó, một con đi làm công sở nhá. Chị nào mà eo 80 82. Chị nào eo 80, 82 em bán cho 100.000. Thoải mái luôn nhá. 100.000 miễn ship luôn, nó còn có mấy chục ngàn, còn nửa tiền. Lên em mã số 9, 100.000. Mã số 8 cho chị Tây Khoai. Đây. Con này cho em dáng hot đi. Cái này là áo thun cô tông, các chị mặc rộng rộng ấy, dáng hot đi, người ta hay mặc rộng rộng đấy. Con này eo 80, 82 cho em 100.000. Lên cho em mã số 10. Mã số 9 cho chị Hoàng Nhung Nguyễn. Rồi con nào của bà nào không? Xả nốt đi, tôi xả nốt đi. Em nè. Con mẹ nào xả nốt đi. Hết rồi. Em nè. Mã số 10 cho chị Hoàng Nhung Nguyễn. Một con đen công sở nha. Các chị nhìn này. Một con đen công sở hạng sang. Nó đẹp lắm. Các chị ơi, về mic khăn. Cái khăn cột ở cổ mình nó xinh lắm nha các chị. Các chị nhớ về mic khăn cho em, cho nó sang xịn mịn đẹp lên nhá. Vì em bán nó rẻ quá, mày còn miễn ship thì cái đầm nó còn có vài chục ngàn thôi. Cho nên em không có tặng được cái gì hết trơn ấy. Đó cho nên em chỉ cho các chị về. Các chị mic lên cho nó sang xịn mịn đẹp nhá. Ví dụ như những con này các chị mic một cái khăn lên ở cổ của chị vậy này. Cho nó sang này, mà nó trẻ trung nữa nhá. Đấy, nhìn nó xinh lắm. Cái này dây em cột cho các chị xem thôi nhá, em tìm lấy ra. Chị nào mà eo 80, 82 đâu. Chị nào eo 80, 82 thì 100.000. Cái này nó mặc vô form đẹp lắm nha các chị. Con này lên cho em mã số 1 nhá, mã số 1. Sao mày hoành không qua khỏi số 1 vậy chú? Đâu không qua khỏi số 10 chứ. Cứ tới 1, tới 8 nó quành lại rồi đúng không? Cái mẹ đi. Cứ 1, tới 8 là nó quành lại rồi. Đây là một. Em chúc mừng chị nào chốt được con này này. Các chị nhìn con này này nha. Cái eo của con này là eo chết. Mà các chị nhìn con đầm em thấy cầm mới. Mã số 1 cho chị Bình Xuân Võ. Nó mới không tì vết con này cho em. Con này là một con hàng hiệu xịn sò nhá. Eo 74, chuẩn eo 74. Các chị nhìn này, nó có một tầng này, hai tầng này. Em bơi cho xích xem con này nó mới kinh khủng mà. Nó mới không một tì vết nào luôn á. Đây này, nhìn này, tem Nhật ở trong đây đàng hoàng đấy nha các chị nha. Hàng xịn sò đấy, nhìn đấy, mới vậy đấy. Chúc mừng chị nào mà chốt được con này thì không phê, không lấy tiền đâu. Eo 74 quay về lên em mã số 2, 100.000. Đây, nó đẹp như vậy nè. Nó dễ thương như vậy nè, trời ơi. Đấy, làm dây cũng được mà mix thêm áo thành yếm cũng được nha. Con này dành cho các chị eo từ 70 cho đến 74, 75. Đó,
rất là dễ thương. Mã số 2 cho chị Thùy Lê. Lên em số 3 100 ngàn miễn ship luôn nhá. Miễn ship tận giường luôn. Con này chị nào size nhỏ mới mặc được nha. Eo phải 65 mới mặc được. Con này đắt tiền đấy nhưng mà eo nó nhỏ quá. Cái con này gần 200 ngàn đó các chị. Vì cái con này cái chân váy của nó ấy là chân váy xịn đấy. Trời ơi chân váy này chân váy xịn đấy. Về mình mặc một thời gian mình không thích cái áo này nữa. Mình xén con mẹ nó tới đây này. Xén con mẹ cái áo đi ha. Mình lấy cái chân váy mình mặc với áo khác. Thoải mái luôn cho em nhá. Đấy em chỉ cho các chị đổi đấy. Chứ con áo này nó xịn lắm đấy nhá. Nó là một con hàng hiệu ấy, phải hàng xem bình thường đâu. Chị nào chuẩn eo 65. Eo 65 thì mặc đẹp lắm mà. Lên cho em mã số 4 100 ngàn. Chị Đào Nguyễn, chị vừa nhận một cái 700 đẹp quá, cứ để ngắm thôi hi hi. Hả? Nhận cái 700 đẹp quá, để ngắm thôi hi. Trời ơi, chị Đào Nguyễn ơi, mặc đi. Mặc để dạy, khi nào có dịp là mình lên mặc đi. Tại vì sao nhà Trúc Phương bán lúc nào cũng nhiều, bán nhiều hàng đẹp hàng ngày luôn. Mã số 4 nha chị Cao Kiệm. Mặc đi, không một hồi là thanh xuân được mấy đâu. Đời nó vô thường lắm. Đời nó rất là vô thường, thanh xuân của mình, phụ nữ mình không được mấy chị. Nếu có cơ hội mặc đi chị. Mặc đi rồi còn mua cái khác còn mặc nữa chứ, đúng không? Không tôi để đến lúc 70-80 tuổi rồi không muốn mặc nữa. Lúc đấy nhiều khi có nhiều bà lão ấy, đến lúc tuổi đấy thì lại cong lưng ấy. Lưng còng ấy, giống như bà nội em cũng cong lưng mà, tại người lớn tuổi là vậy ấy. Lao lực ấy. Đấy cong lưng mẹ rồi cũng muốn mặc con Vin đầm Vin được mặc sao, đúng không? Đấy, cho nên đời nó vô thường lắm. Mặc được cứ mặc đi nhá. Đó, chị mặc xong rồi chị lại giặt chị treo lên nó vẫn mới y vậy, nó không cũ đâu nhá. Yên tâm nó không có cũ đâu mà sợ à. Con này cho em. Con này mặc mát nhá. Con này rất là mát luôn, cái dáng rất là dễ mặc. Dù áng gì được không? Dù áng gì em? À, bên nó bị tắc à? Ờ, bên nó bị tắc nhà vệ sinh à? Bị kẹt à? Bị kẹt nhà vệ sinh à? Mai mốt lên kia chị xây cho nó 4 cái đi. Chị dự định là xây 4 cái toilet. Xây đi cho lấy mắt, chị kêu đi mắt đái là sao? Ủa, tao tưởng đi mắt đái, tao tưởng đi đái. Tao tưởng đi vội sinh thì nó lấy móc à? Úi chỗ đi. Thì tao nghe đâu mắc tao tưởng mắc đấy. Đi đi lấy móc. Mày phải phùng mang trợn má vậy tao biết móc mà móc. Quỷ. Con này eo 82. Eo 82 quay về. Lên cho em mã số 5 nhá, 100 ngàn. Em nhổ banh cái động mắt chứ. Dự định là về rời về chỗ mới là phải 5 cái 4. Ít nhất là 4 cái nhà vệ sinh thì mới đủ cho mấy chục người đi. Tôi có bị kẹt nhà vệ sinh, nó mệt quá đi. Thề luôn á. Tao phải xây cho cái phòng có con này một cái cho nó tự ở trong này nó bơi đi. Chứ bây giờ nó rảnh của người ta mệt lắm. Cho chúng nó ở trong, cho nó ở trong đấy đi. Chứ nó ra nó rảnh nhà vệ sinh của người ta. Người ta không có chỗ. Chị nào eo 84-85. Con này con đi tiệc nhá. Con đi chơi đi tiệc á. Đúng cái gì mà mày nó bị chè môi ra. Con này eo của các chị eo 8. Xin lỗi, eo 84-85 nha, size lớn nha. Mẹ mày cũng cái này đi tiệc. Eo 84-85 100 ngàn, mã số 6 cho em nha. Liễn ship luôn. Mã số 5 cho chị Hà Tuyết Mai. Cái con này là Biết size cute. Cái tay này các chị xinh không? Rất là xinh như vậy à. Ở đằng sau nó cũng rất là xinh nhá. Tuy là biết size nhưng mà rất là dễ thương. Tức là cái này là eo 101-102 quay về các chị nào cũng mặc được á. Nói chung là muốn mặc rộng thì cứ bơi đào ha. Nhưng mà cái con này thì đẹp nhất là từ eo 85-90 đổ lên. Mã số 6 cho chị Đào Hương. Vì cái này nó size to phong rộng. Lên cho em mã số 7 nhé, 100 ngàn. Chị Đào Hương cho em xin ngay số này địa chỉ và tin nhắn Facebook nha. Trời, 15 phút sau chị không có số này địa chỉ, em xin phép xả đơn trả Facebook chị nha. Bên em không gọi điện cho tôi không nhận số này địa chỉ trên line nha chị. Em mã số 7 cho chị Hà Tuyết Mai. Em đang lên cái hàng. Em đang lên một lô hàng đặt ổi bên nhà bên kia chị Hà Tuyết Mai. Tối nay em sẽ kiểm tra từng con nào em cảm thấy là em duyệt được, đẹp, dễ bán, form dễ bán. Em nhặt cho chị một ít con, một ít nhá. Tầm 20 con à. Con này cho em nhá. Con này cho em. Trời ơi, em mà nhặt đầm nó dễ bán lắm. Mặc dù các chị bán ấy, có nhiều khi các chị nói cho chị nghe, nhiều khi các chị nhìn thấy thế thôi. Nhưng em là gu của khách hàng mà. Khách hàng em bán 10 năm nay, em nắm mắt được gu khách hàng. Những con nào người ta nhìn vào là họ mua. Và những con nào mà người ta không mặc vừa người ta cũng muốn mua. Là em phải nhặt cho các chị. Đấy, cho nên là các chị đừng lo. Nhiều khi gu của các chị không phải là nó. Nhưng khi các chị bán, các chị rất là đắt hàng. Đấy, cho nên là vậy. Đừng có lo gì hết. Con này cho em.
mà kể cả các chị bán không được các chị đưa về em bán cho cũng vẫn bình thường. Tiệc mai ok. Kể cả các chị bán không được các chị cứ đưa về cho em bán trong vòng một lúc nhạc thôi, tại vì những con em nhạc cho các chị là những con nó phải là lên like là ai cũng dành ấy. Nhà em á, em mới nhạc chứ còn không em cũng nhạc bình vớ vẩn em không nhạc đâu. Chị Vân Anh Đỗ Thị xin con đấy. Cái con này đang định nói này, cái con hàng hiệu CEO ông phải C gì đây? CA son gì CC gì? Season, season gì đấy. Nhưng mà cái con này chị nhớ là ở bên nhà nó không con. Ở cái cây xào 29, cây xào 8 ấy chị mới đi ngang á, chị thấy à. Hôm nay giặt lên con nữa này. Hay như vậy qua bên đây thấy con hết hồn mà ủa nó ở bên sao đây? Số 6 em hết rồi nha chị. Chị vừa không em 74, chị vừa không? Em 74 thôi chị ơi, chị vừa không? Em 75 á. Em 74 75 chị vừa không? Hỏi chị đấy xem chị vừa không? Chị Vân Anh Đỗ Thị có ok lên ok giùm em nha. Chị Kim Hoa Huỳnh, em cho chị đập dự tiệc lệ em nhé. Chị Kim Hoa Huỳnh có một cái chân váy VIP hôm nay mới lên. Một cái chân váy VIP đúng size của chị. Con này nó hơi chát chị. Chị Vân Anh Đỗ Thị vừa. Em nó chưa có một ai có cái chân váy như vậy đâu. Giá nó hơi chát một tí nhưng mà nó phê nha, em cho chị coi. Con này nó phê lắm luôn á. Ôi em cảm ơn chị nha, em cảm ơn chị nhiều nha. Nãy giờ em đợi chị vào mà em quên cô mẹ cái vụ cảm ơn tặng quà chứ. Em cảm ơn chị nhiều nha, con bé hàng nó báo với em là em nhận được quà chị gửi lên ấy. Cảm ơn chị rất nhiều, ủa chân váy gì đều đâu mấy đứa. Mày cút ra tôi vẫn, tao té bây giờ. Em đỡ chị. Chị có không có đây mà. Đây. Đây. Đây là một cái con chân váy VIP của Nhật mà em nói là nó nhập ly toàn phần hết. Mà form âu như thế này này. Bình thường á các chị thấy ít khi nào mà ai mua được cái con chân váy mà nó như vậy hết trơn nha. Nó đã ăn lắm. Lại size của chị nữa là hàng hiệu này. Nó dập tem hiệu ở đây này, nó dập hiệu ở đây này. Ở cái dây treo này. Nó mới tinh luôn nhá. Hàng Nhật mà nó mới tinh luôn chị ơi. Đúng size chị luôn á. Rồi, chào chị đi, chị thích quá rồi. Lại chúa tôi cái con này em nói không có ai có luôn á. Con này chị mặc xong rồi chị đi đưa dép cao vào một tí đẹp lắm. Còn cái phần này thì thoải mái. Thoải mái đẹp luôn á. À, nói chung con này em bán hữu nghị thôi ha, hữu nghị thôi. Nhìn mê quá bán tiếc quá mà không mọc cua được. Trời ơi ngắm tí xíu đi ha, để ngắm một tí xíu này. Trời ơi tôi thích chết thế trời bánh bèo ấy. Có chị nào có cái chân váy như vậy chưa, rất là nặng chịu mà tại vì nó dập ly nhiều quá, nó dập ly xịn á. Cái con này bình thường tụi em bán một con như thế này 1 triệu một con đấy. Một con như vậy 10 năm em khui ra được 2 con. Đợt trước lâu rồi, 3 năm trước được 1 con rồi ha. Màu trắng. Còn con này màu hồng đẹp hơn. Nó dập hiệu luôn nhá, đây là hàng hiệu luôn á. Em bán cho chị vừa bán vừa tặng một nửa tiền ha, 500 ngàn. Vừa bán vừa tặng 500 ngàn ha. Chứ con này tụi em bán cứ 1 triệu một con đấy. Mấy con này đắt tiền đấy. Đẹp không? Bao nhiêu là von vào trong đây. Nó dập ly vào đây. Thôi chết là về con này bán mặc đẹp lắm. Mà con này đẹp lắm. Chốt đi em. Size nó bé. Size nó bé tí. Size mà nó bự thì sướng em rồi. Cái đấy eo có tí là chị ơi chị hỏi là Tết Mai ơi, cái đấy em nhặt cho cái chị Kim Hoa Bình nhá, chị đi nhảy nhá. Chị dặn em á mấy cái con eo của chị có eo có 69. Eo có 69 70 72 là hết cỡ rồi. Chứ không có thể nào eo to hơn mấy cái con đấy nó eo nhỏ lắm, eo nhỏ lắm nha. Các chị đợi em vài hôm em có set đấy, có set Nhật đấy nha. Đợi em vài hôm nhá. Có set Nhật bán cho các chị đấy. Con này đắt tiền, hôm nay giá có 150 nhá. Chị Minh, 100 ngàn nhá. Chị Minh Thiên Trần, nay mình nhận 3 sản phẩm rồi, ưng ý nhé shop. Chị nhận hàng ưng ý thì em mừng. Thật sự là cứ mỗi một lần các chị bảo nhận ưng ý là mình các chị mừng một á, các chị mất tiền các chị mừng một. Em cũng mất tiền ship, tiền công rất là nhiều mà các em mừng 10 luôn á. Mừng 10 luôn, khi các chị ưng ý này mừng 10 luôn. Chun eo đằng sau nhá. Cảm ơn các chị nhận được hàng mà ưng ý mừng lắm nhá. Cảm ơn các chị. Chun eo đằng sau dùm em. Chất lụa mềm mát mịn. Ở đằng trước là eo chết nha các chị. Hiện tại con này là cái số đo của nó là eo 74 là mặc quá đẹp ha. Eo 74 75 mặc quá đẹp. Sale con này 100 ngàn luôn nhá. Lên cho em mã số 1 nhá. Mã 1. Mình cứ không nhớ là mình sọc cái mã 1 đúng không? Chúc mừng chị nào chốt được con này, xin thề nó bao phê. Xin thề nó bao phê, nó thêu hết cái đầm. Cái này đầm tiệc các chị nhá, đầm công chúa đấy. Đây đầm công chúa đấy. Cái form của nó form trẻ như vậy là thường là những cái form Hàn đấy. Cái form dáng của Hàn người ta nhập khẩu vào á. Cho nên khi tụi em khui kịp đầm Nhật. Nhưng mà nó là hàng chuẩn xịn sò các chị nhá. Lót lụa đây, chứ không phải lót vớ vẩn đâu nhá. Nó là lót lụa, là hàng xịn sò của Nhật đấy.
Đó. Chị nào eo 6572 100 ngàn mã số 2. Eo 6572 nhá. Lần này là phải qua số 10 nhá. Thì tới đó là nói chuyện rồi, nó quanh lại số 1. Mã số 2 cho chị Lê Thảo. Cái con này rút dây nhá. Cái này các chị nhìn này. Cái con này này, gấm này, gấm mềm như vậy này, mặc sớm nó mát nhá. Cái này mình rút dây á, ai eo bao nhiêu thì rút vào bấy nhiêu á các chị, dễ thương nhá. Cái này tối đa là eo từ 75 đến 80 á. Eo 75 80 mặc đẹp nhá. Lên cho em mã số 3 100 ngàn. Không nhớ thôi qua đây đúng không? Con này đắt tiền nha, 200 mấy một con các chị nha. 200 mấy á. Hôm nay Trúc Phương xả cái bữa này là có 100 ngàn cho nhanh ra hết hàng này. Chị nào eo 74 75 cánh rơi này. Mã số 3 cho chị Miên Mộng. Eo 74 75 lên cho em mã số 4 100 ngàn. Em nói xả tơ tà luôn mấy này, nó còn con nào xả đấy. Nói chung nó không còn nhiều đâu, còn vài con đi. Không có nhiều mấy con đấy đâu, cho nên các chị chốt nhanh tay. Còn chậm mấy con này 200 mấy một con đấy. Nhưng mà còn có một con này cũng xả luôn nè. Cái này nó cái kiểu giống như cái kiểu mà người ta nói của tòa hình của tòa lai điện thoại kia. Mẹ không là chết ta rồi. Anh Yêu Dô. Yêu Dô. Ơi. Con trai em đây, con trai yêu đây, con trai yêu gọi đây. Đấy, khổ có điện thoại là cứ gọi mẹ suốt đây. Ơi, ở nhà ngoan nha, má đang live stream. Má đang live stream, chào các cô này. Con đi học về rồi mà nói là con đi học về, má đi tới mà. Con chào các cô đi, má live stream một tí má về với con á. Má về má thăm con, lâu quá rồi không gặp thăm con. Lâu quá rồi không về thăm con đi. Con chào các cô đi, chào các cô đây này, các cô đang mua hàng nhà mình này. Đấy, chào đi con. Con đang nằm trong buồng nóng á. Nóng lắm nhưng mà chào đi cho mát. Mệt, con đang nằm trong buồng nóng quá mà cũng chào đi. Có nhìn thấy được không? Có nhìn thấy không? Nhìn thấy má không? Thấy à? Ừ, bây giờ con ngủ chưa? Con ngủ rồi hả? À? Ủa, con đi học về sớm vậy? À, 4 giờ được gì nữa? Con đi học về sớm vậy? Chào Pin. Cảm ơn Pin. Con ở nhà chưa mới dậy ăn cơm xong rồi ngồi tí mới dậy mà. À, vậy hả? Thôi, bây giờ con tắt điện thoại đi cho má live stream, 5 giờ má về với con nha. Dạ. 5 giờ má mới về được. 5 giờ nha. Ừ, nãy chim nha, bye bye nha. 5 giờ má về nha. Ừ. Lâu lắm rồi không về thăm nó nhớ. Nhà em là ông bà nội nuôi thằng cún nhà em. Nhưng mà ở cách đây 7 cây số, ở đây là shop của em 5 cái shop gần nhau. Ông bà thì ở cách đây 7 cây số, nhà em là cách đây 7 cây số. Thế là cứ lâu lâu mới ra thăm mẹ một lần thôi, 2 tuần, nhiều khi xuyên thì 1 tuần. Còn nhiều khi mưa gió cả tháng ra, không thì bố mẹ về không thôi. Bố mẹ mà bận là không về, lâu lâu mới gặp con lần thì các chị thấy khổ. Con này cho em nhá, chị nào eo 80-82 á, con này siêu mát cho em nhá. Không có, cái này cái chất chị Đào rất là mát. Con đang cầm cho chị nhé. Chị vừa không chị, eo 80-82 vừa không chị, vừa là chốt liền đấy. Cái này người ta gọi là hồng nhan bạc màng đây. Cái lô này lô 250 đây. Mà cái lô 250 nha em đi, không còn con nào hết. Cả ngàn con đồng. Mà tồn sót lại một vài em này. Sót lại em này. Mà nó đẹp về theo kiểu gì nhỉ? Hồng nhan bạc màng à? Mẹ, đẹp về là chất mát xịn sò về hồng nhan bạc màng hay. Đó, hồng nhan bạc màng nó có thật đấy. Chị vừa con này không? Em bán cho 100 ngàn thôi. Vừa bán vừa tặng đi. Chị Hoàng My, ông bà nội sướng quá, xí được luôn nguyên thằng cháu trai. Trời ơi, nó cưng lắm, nó ở với ông bà từ nhỏ tới giờ ấy. Lúc nó được 9 tháng là ông bà ôm về nhà nuôi luôn. Chị Đào Nguyễn ok rồi. Ôm về nuôi luôn các chị ạ, ôm về nuôi luôn. Là nó ú nù ấy, nó mới có 4 tuổi mà nó 30 kg ấy. Úi dồi ôi, nó ú nù ấy. Con giảm cân rồi mà. Con giảm cân rồi mà, hôm 28 kg mà giảm cân rồi, trèo lên cân má có 30 kg. Úi dồi ôi, giảm cân ghê quá. Đây con này cho em nhá, eo chết nhá, cái này eo chết á. Eo chết các chị mặc đúng form thì nó đẹp ha. Cái này nó cũng là hàng mắc tiền đấy, nhưng mà em nay em sale còn vài con thì sale cho nó hết luôn đi. Chị mua về mặc cho có lộc. Nó mới này. Nó mới mua mặc mua bán thì tùy. Con này cho em nhá. Chị nào eo 80-82 đó. Eo 80-82 á các chị mặc vừa đẹp luôn nhá, mặc vô là vừa luôn á, nhìn này. Eo 80-82 mặc vô nó vừa luôn như vậy này. Nó lên form đẹp lắm các chị nhá. Tại vì cái eo chết lên nó đẹp lắm. 100 ngàn mã 6 nhá, 100 ngàn mã số 6. Chúc mừng chị Đào chốt được con này này, gấm này. Gấm bao mát này. Con này dành cho các chị eo từ 74 cho đến 78.
eo 7478 100.000. Gấm mát nha các chị nha, eo 7478 lên cho em mã số 7 nha, 100.000. Mã số 6 chị Nguyễn Hường. Mẹ ơi cắm pin. Ôi. Còn được 29% pin. Nhưng mà cái pin này hơi trâu. 29% like cũng lâu lắm. Con này cho em nhá. Cái chỗ livestream từ một thùng rác lên ba thùng rác của nó vẫn không nhìn thấy thùng rác, nó chỉ nhìn thấy cái thùng rác bé tí của em thôi chị ạ. Tức ghê. Nó bị nghiệp quật mấy cái thùng rác lớn hay sao? Thùng rác hai thùng rác lớn. Con này nha. Hồng Nhan Bạch Mạng, đùa cho cái con này, các chị nhìn form dáng đẹp không? Về Hồng Nhan Bạch Mạng. Nhiều khi mình mà số 7 cho chị Minh Tò. Mày cắn gì ghê vậy? Cái nhiều khi người ta nói Hồng Nhan Bạch Mạng là có thật đấy. Chị nào eo mà 65 đến 74 nhá. Nè nó đẹp vậy này. Đẹp lắm luôn đấy, con này nhà em bỏ xì là 150, 180 một con à. Dạ, thị Hương xin. Mà đến bữa, đến, mà bao nhiêu con đầm nó đi hết rồi á, còn một con nó cứ ở đây thôi. Kiểu gì nhờ, kiểu Hồng Nhan Bạch Mạng có thật đấy. Đùa chứ các chị nhìn cái form dáng đẹp không? Chắc là màu nó buồn à, người ta nhìn thấy màu buồn cho nên người ta chọn hết cái màu vui. Còn để cái màu buồn lại. Thôi kệ, em cứ xả hết đi cho nó nhanh. Chị nào? Chị Phạm Thị Hương. Chị Phạm Thị Hương vừa không? Eo 6574. Eo 6574, 75 được luôn. Đấy là 75 luôn. Vừa là chốt thôi, không vấn đề gì hết. Đây là con lụa nha, không phải con vớ vẩn nha các chị nhá. Nhìn lụa này, lụa xịn như vậy này ha. Đây, trời đất mẹ ơi, nó mới từ trong ra ngoài con. Nó mới lắm ý con. Cái gì, cái gì? Đứa nào nói gì? À, cứ bóng gì bên đấy, y vậy. Nó mới lắm nha. Con này cho em nha, eo các chị nào mà eo 70-74 á. Chị nào eo 70-74 lên cho em mã số 2 nhá. Mã 2 giùm em. À, vừa chị A kìa. Rồi ok, chốt luôn 100.000. Về mặc cho nó sướng đi. Cái này là gấm nha. Cái này con gấm này. Đây này con gấm còn nguyên tem nha các chị. Gấm trắng làm cực lắm các chị. Mấy con gấm trắng này này, nhà em giặt ủi nó rất là cực. Em nó có nhiều con trắng là tụi em phải làm sao cho nó phải là trắng tinh trắng tươi nó mới đẹp như vậy này. Trời ơi nó xinh như vậy là mới bán nhá, chứ không có để mà xịt xịn được vớ vẩn này. Trời ơi đẹp như vậy này. Gấm trắng tinh rồi này các chị. Trời ơi mê lắm ấy. Chị nào eo 80 á, eo 80 mặc đẹp lắm nha các chị. Mấy chị ơi, viên nhật mỗi mẫu chỉ có một cái thôi. Mấy này. Chị phải nhanh tay thì mới chốt được nha. Trời ơi nó trắng tinh à. Nó trắng tinh như vậy đấy. Eo 80 là mặc đẹp lắm nha các chị. Cái này 100 ngàn lên em mã số 3 nha. Mã 3. Cái con này này, biết sai. Chị nào hồi nãy kêu em nhặt biết sai là chị nào vậy? Còn đây không? Cái con này biết sai mà mát mẻ lắm này. Tức là eo 90-100 gì thoải mái luôn á. Mà nó mát mẻ lắm. Mát mẻ lắm nha. Con này đây trắng cả đùi này. Con này trắng 200 mấy một con. Mã số 2 cho chị Phương Lan Lê. Con trắng này 200 mấy một con đấy. Em này em mà tại vì là Hồng Nhan Bạch Mạng. Mã số 3 cho chị Lê Thảo. Hôm nay Hồng Nhan Bạch Mạng á, 200 mấy một con mà bao nhiêu con đi hết rồi. Mình em cứ nằm đây thôi, chả hiểu kiểu gì. Cánh rơi nè. Chị nào eo 74-75 á, 76 cũng được. Tại vì cái này nó dễ mặc á. Nó ra được tới 76. Eo 74-75-76 cho em nhá. Con này có 100 ngàn em xả cho các chị luôn đây. Về mặc cho sướng đi. Chị nào lấy con này vừa thì lên mã nhá. Chị nào coi, chị nào coi. Chị Oanh Bảo hả? Chị Oanh Bảo vừa không? Không vừa em đọc má này. Eo 74-75-76 100 ngàn. Chị Oanh Bảo ok thì đây ok. Không ok thì em đọc má. À, rồi chị nào bảo nhặt cho biết sai đâu. Im re là không thấy ở đây đúng không? Rồi eo 90-100. Eo 90-100 biết sai lên cho em mã số 4 à? Số 4. Tao tưởng quay về số 1 nữa đấy. Mẹ đúng rồi. Quay lên quanh cái số không đi qua khỏi. Đây là một con gấm hoa nhá. Gấm hoa giùm em. Chị nào eo 78 quay về cho em nhá. Eo 78-80 nhá. Đây. Một con gấm hoa như thế này ha. Chị nào eo 78-80 thì mặc đẹp cho em ha. Form xòe âu như thế này. 100 ngàn mã số 5. Mã số 5. Trời ơi con này eo 80 các chị mặc mát lắm mà sao không thấy chốt uổng vậy. Cái con này co giãn cực kỳ sướng này, chất cực kỳ phê. Bao sướng luôn cho em nhá. Chị nào eo 80 quay về ai cũng mặc được con này này. Cái con này dáng thể thao này. Đấy, 100 ngàn mã số 6. Mã số 4 là chị Nguyễn Hường. Mã số 5 cho chị My Tổ. Con này khoác biển nhá.
Một con khoác biển for size. Một con khoác biển for size cho em. Đẹp 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 dã man không? Chất gấm xịn sò ha. Lên em mã số 7. Mã số 6 cho chị thời trang Quảng Châu. Lên em mã số 7 giùm em nha. Trời ơi chị nào không vừa con này là rất là buồn luôn. Chị hỏi có thun lặt không em? Còn mới nguyên tem như vậy. Hàng kim phạm. L6572 còn nguyên tem đẹp form như thế này các chị. Trời ơi con này mấy trăm ngàn của em, còn mới nguyên tem luôn đó. 100 ngàn nhá, L6572 lên cho em mã số 8 nhá. Xả có 8 ngàn đây. Mã số 8 là chị thời trang Quảng Châu. À chị nào hỏi thun lạnh. Thun lạnh lâu lâu mới có chứ đâu có nhiều đâu. Mày chị nữa gì em xin lấy. Thành kim phạm á. Thun lạnh lâu lâu mới có chị ơi, đâu có ngoài đâu, có ngoài em giàu rồi. Không có ngoài đi. Cái con này là cái con dáng đi chơi đi biển đây. Cái con này cái màu của nó xám xám xanh vừa xanh xanh vừa này. Cưng không? Mát rượi à. Dáng đi chơi đi biển này, mát rượi à. Chị nào L6572 100 ngàn lên em mã số 9. Maxi. Maxi nhá, form Âu. Chị nào L7076. Ồ, bây giờ chị ăn beo mới trả lời nữa, không vừa bạn à. Chị nào L7076 lên cho em mã số 10 100 ngàn. Cho mình cái gấm trắng L80. Chị ăn beo. Gấm trắng người ta chốt từ đời ông cố tổ đến giờ rồi chị. Phải không? Cái gấm trắng L80 người ta chốt từ đời ông cố tổ đằng kia rồi. Nãy giờ em lên tới số 10 rồi. Là nó không còn cái nịt ở trên đai, trên cây xào luôn rồi. Cái con này này, chị kia không vừa này, chị nào vừa thì ủng hộ em nhé. Con này đắt tiền này. Cái này dáng Âu, cái dáng này dáng form Tây cánh rơi này. Chất của nó bao mê, chất bao sướng nhá. Nhìn form đẹp như vậy này. L74, 76 là mặc được hết nha các chị. Đó, 100 ngàn lên em mã 11. Mã 11 nhá. Đây là một cái con mà mặc nó mát, ơi là mát. Nhưng mà cái chất này là chất thun cô tông. Nhưng mà nó siêu dễ thương. Nhìn này nó siêu dễ thương. Cho chị Đoàn Thủy. Siêu dễ thương con thun cô tông này ha. Trời ơi nó dễ thương quá, cái màu của nó nâu nâu, màu của nó xám xám nâu nâu rồi này. Trời ơi dễ thương quá. Chị nào L80 quay về. L80, 82 quay về. Lên cho em mã số 12. Số nhiều. Có hai củ khoai mà nó lấy hết đủ. 10, đây. Bẻ cho nó miếng. Bẻ cho nó miếng. Em đưa nó hai củ nó có lấy không, lấy lại. Một con đen. Con đen VIP nha các chị. Một con đen VIP giùm em. Con này các chị L90-100 nhá. L90-100. Tại vì cái này size to nhá. L90-100 nhá. Còn số 7 không nè? Con này lên em mã số 13. Mã số 13 L90-100. Số 7 cho chị Ngọc Hân. 12 cho chị Hoàng My. Đây là một con lụa baby doll xịn sò con bò. 13 cho chị Hoàng Anh Nguyễn. Các chị thấy cái lụa của nó đẹp không? Cái lụa Nhật nó phê lắm, mấy con lụa này nó không lên baby doll, nó ít khi lắm. Nó mà lên á, nếu mà để mà nói đầm mà khui na chúng á, nó phải lên cái con Âu á. Con Âu mà bán tiền triệu á. Bị gãy kiện nó cho nó lên cái giống này này, nó lên cái kiểu này. Chứ cái chất này là lúc nào nó cũng lên cái dòng Âu xịn sò á. Lên cái con này bán được 100 ngàn, đời chán đời. Khui mà lên con này là thua đâu. Là bán được 100 ngàn thua rồi. Các chị nhìn hàng hiệu của người ta này, tem quá trời này. Tem quá trời tem như thế này này. Mới tinh như vậy đó. Chị nào L78 80 được không cho chị kia. Cái chị nãy được 3 con đấy. Con này cũng dáng baby doll đấy. Để đo cái ngực cái này mà chị vừa không đưa chị này. Chị đi đâu rồi mà đúng không? Đi công việc, công việc rồi. Đi công chuyện rồi. Văn Trần. L80 được, L80 được. Được. Chốt này cho chị đó đi. Baby doll đây. Cái tay kích không? Không, tay được. Vừa đó, chị đã vừa đó. Chốt con này cho chị đi 100 ngàn. Không phải không, nếu mà không thấy tên đấy thì bỏ chốt giấy. Bỏ chốt bọc ạ. Đây. Con này cho em, đây là một cái chất thun Montagi. Các chị nhìn này, chưa bao giờ mà được cái con thun Montagi mà cái họa tiết nó đẹp như vậy đâu. Đúng chưa bao giờ luôn á. Toàn là những con đen thui thôi. Bữa nay là 14 nha chị Phạm Dung. Mông ta ghi mà nó đẹp như vậy nó hiếm nha. Đúng là em khui đã ít khi nào được con nào làm như vậy lắm. Hàng hiệu USA đây. Bữa đâu nào. Con này em có 6572 thôi vừa không. Chị Phạm Dung cho chị đi.
Chị Phạm Trung ơi, chị vừa không eo 6572 mà đẹp lồng lộn thế này đi. Cái này là sướng nha. Cái này người ta gọi là để mà nói á, để mà nói là đẹp lồng lộn như các cái con khác thì không phải, nhưng mà nó sướng khi mặc lên người nó sướng nha. Nó sướng lắm. Mặc rồi là chị nghiện em luôn á. Nghiện nhà em luôn á, tại vì sao? Mấy cái dòng này chỉ có nhà em có thôi. Thung lạnh này khu trong Đầm Nhật. Và những nhà nào khu Đầm Nhật thì may ra mới có. Cái con này eo 6572 thôi, chị vừa không? Vừa lên vừa cho em. Đây, chúc mừng chị nào chốt được con hiệu này. Uni này. Lụa baby doll có người chốt rồi nha chị Lộc Nguyễn ơi. Đây là một con hàng hiệu Uni nhá. Nó mát rượi cho em. Cái con này chất tôn lanh ấy, nó mát rượi. Em nó mát rượi rượi luôn á. Eo chết nhá. Eo của con này là eo của các chị eo 76, 78 mặc đẹp nha. Eo 76, 77, 78 đấy là mặc đẹp lắm nha. Đó, 100 ngàn lên cho em mã số 15, mã số 15. Ten ten ten, đây là con Vinhoa này. Trời ơi. Mấy cái con này đâu ra mà 100 ngàn mà có mà mua mà bán đi. Chút thôi. Nhìn thấy các chị ơi, nó mát rưỡi rưỡi như vậy này, mặc tha hồ sướng nha. Chị nào? Phạm Dung có lấy cho em con xám của chị Phạm Dung bên con xám. Lại chú ơi, chị lấy con đấy vừa thì ok mà em vừa. Chứ chị em chả biết chị vừa không, eo 6572, eo 6572 cái con bông tơ ghi đấy này. Chị có ok thì lấy chữ ok mà em, còn không chị, thì... Chị lên con xám. Chị lên con xám rồi bố, em chả biết con xám nào đi. Cái con này cho em nhé, con hoa này. Eo của các chị là eo cứ 70, 72. 15 cho chị Minh Trang Trương. Chị nào eo 70, 72, 74 là mặc được hết nha. Trời ơi con này đẹp. Cái này nó mát rượi à. Hoa nhí đẹp á. Nên em mã 16 đi. Mã 16 cho em 100 ngàn. Tầng này, ôi em thích tầng lắm. Em thích tầng lắm, bữa nay có con tầng này em cũng vừa chán chưa. Chán đời không. Đi săn tầng mà không có săn được. Săn bất lực rồi. Eo 74, 75, 76. Chị nào eo 74, 75, 76 mà con tầng này xinh này. Không xinh là không lấy tiền luôn nhá. Nhìn này. Ôi trời ơi. 100 ngàn lên cho em mã số 17. Mã số 17 cho em. Cái con này. Trời ơi cưng gấm nha. Cái này gấm mềm á các chị. Gấm 16 mềm. 16 cho chị Phan Yến. Con này gấm mềm nhá. Trời ơi nó mới này. Nó mới mà đến mức độ mà nó mới lắm luôn. Nhưng không vừa. Mới lắm luôn. 17 cho chị Vũ Thị Kim Phan. Con này eo 84, 85 á các chị. Eo 84, 85, 86 chị nha. Vũ Thị Kim Phan cho em xin ngay số đại địa chỉ và tin nhắn Facebook nha chị ơi. 15 phút sau chị không có số đại địa chỉ, em sẽ phát xạ đơn trả Facebook chị nha. Eo 84, 85, 86 lên cho em mã 1. Mày đó, mày ném mày không có để ý gì trơn. Làm ăn cũng để ý gì trơn. Mày ném nó mù mắt rồi sao? Thì đúng rồi. Mày không ném vào đấy thì bây giờ mày xách cái hãng vào đấy ngồi. Xách cái máy vào đó luôn. Giờ mày không ném thì phải thôi vậy thôi. Rồi biết sao giờ. Em không sao. Chưa đừng có cánh nữa. Mày xuống mày kẹp đây chị không không kẹp nữa. Tao chị lên chị thả đầm nha. Ai cho vậy, ai cho lên đây thả đầm. Ai cho đứng gần tôi kẹp bẹp bóp cái nọng nách à. Thế mày đi sang đây đi, tao không đứng gần chị nữa. Ê ê nó nghe mày không mày 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 ghét tao đến rồi mày không ngồi gần tao luôn hả? Mà tí mày đến gần tao mày bóp nọng nách tao là tao đá mày nha. 18 cho chị Thanh Kim Phạm. Eo 74. Ai cho cái quyền phân công chia việc cho mọi người đây. 18 là tháng số 1. Tao đọc cho bây giờ. Dạ. Dạ chị Thanh Kim Phạm lên là tên sai bả rồi nha chị ơi. Mã số 1 cho chị Hoàng Anh Nguyễn. Trời ơi chết rồi chết rồi, con này đẹp. Các chị nhìn thấy nó phê không? Cái form này phê không? Cái này 150, 180 một con đó các chị. Hôm nay là chúc Phương xả có 100 ngàn. Kệ con còn nào xả con đấy à. Eo chết nhá, không có căng chun gì được đâu nhá. Chuẩn eo 74, 75. Đúng hai size đó chốt, trên dưới đừng chốt. Lên em mã số 2. Cái chị kia không vừa, em đọc cho các chị khác chốt này. Montagi siêu phẩm eo 6572 cho em nhé. Montagi siêu phẩm này, nhìn này. Chất thun Montagi á. Eo 6572 lên em mã số 3, 100 ngàn nhé. Cái con này dễ thương quá. Form Âu. Một con dáng Âu. Mã số 2 á, chị Bình Lê Vũ. Nó theo hết cái phần này này. Nó theo này, các chị thấy không? Chị nào mà chuẩn eo 74 là mặc đẹp. Eo 72, 74 là mặc quá đẹp nha. Đó, 100 ngàn lên cho em mã số 4. Mã số 3 chị Kim Hoa. Bây giờ tao đứng về đứa nào? Bây giờ tao thử. Bây giờ đứa này thì mét. Đứa này thì mét. Ủa em có mét đâu. Đấy mày kêu chị ơi nó ném vô mặt em. Ờ chưa nãy mà. Tao nhìn nó thấy nó ném vô mặt mày. Ờ tao nhìn thấy mặt mày méo là tao đứng về phía mày, tao chỉnh sửa cho. Em phải vậy. Tao chỉnh sửa cho một đứa.
để cho nó lấy lại sự công bằng cho cái người bị thiệt hại thì cũng không chịu. Em không sao, em không sao. Rồi cái đứa mà làm cho cái đứa thiệt hại thì giận mình, mà trong khi lỗi của mình mà không biết xin lỗi mà lại giận mình, mà đi giận dỗi người ta là sai chưa? Thôi lỗi của tao, được chưa? Hai đứa mày ngồi đấy ném nhau, lỗi của tao đứng đây live stream, được chưa? Lỗi tao. Không, lỗi quạt á, cái quạt xin lỗi nó đi kìa, quỷ. Quỷ tại mày đó quạt, mày xin lỗi nó đi. Mày hài cái lương mày chưa? Mày hài lòng chưa? Quỷ xứ không nghiệt. Mày nhồi nhồi đấy, đẻ con gái cho Thùy Mị đến na. Đấy cái chị ơi, đẻ con gái cho Thùy Mị đến na. Đó, nhà đóng gái đó, vậy đó. Mã số 3 chị Kim Hoa Huỳnh ấn nhầm. Em lên mã số 3 cho chị Lan Phụng. À, chị Lan Phụng có số 3 chị ơi. Chị trong em thấy chị ạ, em thấy chị mà, em thấy chị nha, em thấy chị. Cái gì vậy Phú? Con này cái chị ơi, con này đẹp quá nhưng mà size nhỏ lắm nhỉ. Size nhỏ có dây cột eo đấy. Eo này eo có 65. Chốt nhầm, xong đẹp lại con khác cho người ta, quý. Đẹp quá mà eo 65-70 sao mặc đây. Chị đọc eo 65-70 nhá, 72 là không có vừa đâu. Eo 65-70, mã số 5 giùm em. Mã số 5. Chị Vũ Thị Kim Phai ơi, chị đã vào xem tin nhắn của em thì chị làm ơn cho em xin số lại địa chỉ vào trong đấy giùm em. Chị ơi, chị đừng ra đây ra like cho giùm em nha chị. Bên em không gọi điện cho đơn không nhận xin lại địa chỉ trên like. Cái con này là một con body rất là xịn và đắt tiền nha. Thung lạnh. Đây là các chị nhìn cái tem hiệu người ta này. Mã số 5 cho chị Cao Kiệm. Nó rất là xịn sò cái con này nha. Cái tem xanh này này. Nó là dòng toàn là đa số nó lên dòng body với lại lên dáng tiểu thư với lại lên cái dáng mà dài miên man đó. Đa số là lên hàng xịn, hàng đi tiệm thôi ạ. Nó toàn là đầm tiệm thôi đó. Chị nào mà eo từ 65 đến 72 74 bon chen. Eo 65-74. Cái này không đẹp em nghỉ lấy tiền nha. Vì con này là con VIP đấy, con này không ai bán 100 ngàn ha. Con này các chị biết là mua mấy trăm ngàn một con nhá. Nhưng mà em bán là bán lấy lọc thôi. Chị Thanh Kim Phạm thu lọc cho chị nhé. Chị, nhưng mà có vừa không? Chị có vừa không chị ơi? Vừa không chị ơi? Eo 74 quay về thôi. Vừa thì em để cho đi tiệc nha, 100 ngàn. Đây là cái con mà con Vin. Con Vin này các chị nhìn này, cái chất nó đẹp như vậy này. Màu tím tím mà này. Đó, nó đẹp, nó mới đó. Đó, nó có sợi dây cột eo cho mình luôn nha. Nó có sợi dây cột eo cho mình luôn nha các chị nha. Đây. Chị nào? Chị Thanh Kim Phạm ok. Chị nào mà eo 80. Chị nào mà eo từ 78-80 á mà con này cho em mát rượi, cái con này chất cái chất von siêu lụa rửa không cảm giác. Ừ. Rửa không cảm giác ấy. Cái con này là rửa eo 78-80 nhá, 100 ngàn mã số 6. Đây. Maxi. Các chị nhìn này. Rất là đẹp như vậy ha, maxi cho em. Chị nào mà eo 70. Áo chị chủ đang mặc có bán nha mấy chị, 350 một cái. Eo 70 cho đến eo 75 là mặc đẹp hết nha các chị. Mã số 7 chị Đặng Thanh Vân. Chị nào eo 70-75 100 ngàn lên em mã số. Ê ê ê Đặng Thanh Vân sao vừa? Chị Vũ Thị Kim Ban. Chị Đặng... gọi cho em số điện thoại địa chỉ rồi bọn em mới chốt con hoa cho chị được nha. Cứ chốt tầm 7 cho người ta nó về, người ta mặc không vừa bắt đầu người ta trả lại mẹ bán cái đầm 100 ngàn. Ủa chị lên mã mà, chị lên mã thì em chốt thôi. Lên mã trước khi mình đọc là phải biết rồi. Lên mã có va vẩn đến hồi về. Mẹ bán cái đầm 100 ngàn về, nhận về, cái em ấy không vừa. Đây em ơi trả lại. Mẹ trả lại, mã cái đầm 100 ngàn miễn ship đặt ổi rồi còn con mẹ có 50 ngàn. 50 ngàn là trả về rồi lại còn ship đi cho người ta hết, con mẹ còn cái nịt. Cho nên là các chị chốt được nghe rõ, số em mới chốt nha. Con này em bỏ số 7 qua, em đang số 8 đây. Em có 70, 7, em từ 70 đến 75 thôi. Em 70, 74 là mặc thoải mái nhất á. Rồi con này cho em này, úi dồi ôi. Bác chị nghe rõ số eo rồi hẳn lên mã chốt giùm em nha. Trời đất ơi nghe rõ số đom chốt rồi các chị, chốt tầm 7 tầm 3 về không mặc vừa rồi bắt đầu các chị cứ bảo là chị không vừa trả lại có người cơ. Không thích cũng trả lại. Nhà mình bán đom thì đã không được rồi. Chị Vũ Kim Phan chị còn cho số này địa chỉ trên line nữa thì bọn em sẽ xả đơn chặt Facebook chị nha. Trời ơi con bọn này em mới. Bọn em nhắc là không cho số này địa chỉ trên line giùm em rồi chị ơi. Con này eo của các chị là eo 74 quay về, eo 74 là mặc nó vừa luôn đấy. Còn thoải mái nhất là eo 72 ấy, 70-72 ấy nhá. Con này là con công sở màu hồng, nó đẹp tuyệt vời luôn á các chị. Nó không một tì vết này các chị. Ở ngoài nó màu này này, đây 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 màu này. Đó, màu y chang rồi này. Trời ơi nó đẹp lắm. Nhìn này các chị, màu nó như vậy nó đẹp cực kỳ luôn á.
nó hồng hơn trên cái ánh điện này nhá. Ánh điện này nó không ra hồng đâu, cái này nó hồng hồng đẹp lắm. Đấy, 100.000 nhá, L74 mới tinh. Lên em mã số 9 này. Mã 9. Chị Đặng Thanh Vân cho chị một con đi. Cho chị một con đi hả? Chị vừa là cho tiền chứ mà. Mã số 9 cho chị xin lưu. Mấy con này không vừa. Con này size to nhá. Con này L90 100 lận cơ. Chị nào L90 100 về mặt con này vừa. Con này mềm mát mịn nha. Này nó mềm lắm. Thoải mái lắm nha. À xịn đây này. Đây. Trời ơi. Cho các chị xem nhìn hết hồn luôn. Đây là một con cái tem cổ viền đó màu đen là có người chốt rồi nha chị Thời Trang Quảng Châu ơi. Đây là một cái con mà hàng hiệu Hawaii đấy. Nó chuyên về hàng bông hoa đấy. Riêng hàng Hawaii nó chuyên là chị bông hoa và cây dừa. Chị Kim fan ơi, bọn em nhắc lại là bên em không nhận xác lại địa chỉ trên line. Bên em không gọi điện chốt đơn luôn chị ơi. Chị vào tin nhắn Facebook cho em xin số điện thoại giùm em nha chị. Ngày mai bọn em sẽ gửi toa cho chị nha. Nhắn tin vào tin nhắn Facebook các chị. Cái nơi mà các chị để gọi video cho người nhà ấy. Gọi video cho người nhà đấy, mấy cái đấy đây. Thì các chị vào đấy cho em trong đấy địa chỉ trong đấy được nhân viên người ta sẽ chốt đơn và gửi bên này vào đấy cho. Chứ nhà em gọi điện làm gì? Có bên Facebook mà gọi điện nữa là mình cho nó mệt tháng lên. Các chị cũng mệt cả người ấy. Số 10. Đúng không? Số 10 ở đâu ra có nữa đâu. Hả? Con này eo chị nào số 10? Chị Dung Huỳnh Kim. Cái này eo 90-100 nha chị ơi. Eo 90-100 đấy. Con này cho em này, con này đi tiệm nha. Con này đi tiệm cho em hoa nhí này. Cái dáng của nó dễ thương này. Con này giá xỉ cứ 200 mấy con đấy các chị. 200 mấy con này, em bán có 100.000 các chị về mà bán. Chị nào mua về bán thì cũng dễ mà chị nào mua về mặc thì cũng thích nhá. Chị nào eo từ 65 đến 75. Eo 65 75 dáng Âu. Lên cho em mã số 11, mã 11. Đây. Đây là một con lụa đây. Trời ơi nó đẹp như vậy là bán 100.000 là chúa. Đấy nó đẹp mỹ mãn như vậy này. Nhìn cái mặt lụa. Chị Đông Phương Tiêu, chúc Phương nhặt cho chị vài con eo 76 nhé. Rồi ok chị, để em coi lên tới eo 76 đẹp em nhặt cho. Con này đẹp quá. Chị nào mà eo 74. 14 cho chị xin lưu. 75, chị nào eo 74 75 nhá. Cái lụa này đẹp quá. Lên cho em mã số 12, 100.000. Cái này công sở hạng sang nhá. Các chị nhìn này táp ta ánh bạc không? Táp ta ánh bạc như thế này. Trời ơi, đây là công sở hạng sang, các chị mặc vào và mặc cho em một chiếc áo khoác vest màu kem hoặc là một cái áo khoác vest màu xám lạy trời hoặc là áo khoác vest màu trắng. Cái lạy trời ơi, nó đẹp kinh khủng khiếp con này nha. Nó đẹp lắm, cái con công sở này nó hạng sang đấy, không phải hạng bình thường đâu. Mà chất tắp, tắp ta xịn đấy, tắp ta này các chị nhìn này. Đó, chị nào eo 74, 75. Trong hai size đó chốt, ngoài hai size đó ra đừng chốt cho em nha. Em bao đẹp cho hai size đó nha. Em 74-75 lên cho em mã số 13. 12 cho chị Lê Thảo. Chị, trời ơi con này đẹp. Tiếp tục một con công sở hạng sang. Công sở hạng sang người ta làm cho các chị sát nách để các chị mặc áo khoác vest. Nó không bị cứt cái phần nách của mình ha. Đó, người ta tính hết rồi đấy. Mình làm theo của người ta tính thì nó sẽ thông dụng và dễ chịu nha. Con này mới tinh nha các chị nha. Chị Phạm Thu Thủy, gái Phương bán cho chị hai con hổ nhé. Hổ đâu nhỉ? Hổ đâu chị hai này hả? Hổ nào chị? Chị ơi, hổ nào con em mang mặc 350 á. Con này là con bít sai siêu phẩm ấy. Bít sai siêu phẩm mát rượi à, mát lạnh mát rượi. Chị nào lấy con này thì lên áo em mặc như vậy là 350.000 một cái. Từ 50kg tới 100kg mặc vừa bít sai á, cái này dòng bít sai. Có tặng dây đai nha. Mà cái dây đai này em không cột đai, em cột tóc được không? Con này dành cho các chị eo 74 quay về nhá. Eo 70, 74 là mặc đẹp. Lên em mã số 14. Chị Vũ Thị Kim Phan, 5 phút sau không có thông tin em xin phép xả đơn chặn 13 chốt đi con. Không, chị này lên con ghi là lộn mã. Này, chị mới lên 12, không phải. Chưa lên 13 nữa chị. Chị Lê Thảo à? Con này cho em nha. Cái con này tay của nó cánh rơi vậy này, mặc bao mát này. Cái con Vin này này, mặc bao mát nha. Chất tung lạnh ấy. Chị nào mà eo từ 74 cho đến 78 ấy thì mặc con này nó đẹp nha. Cái con này em xin thông báo là nó mới nguyên tem á các chị, chưa có ai mặc nó đâu nha. Đây là một con Vin nhà em bỏ xỉ là 180-200 ngàn đấy. Mà bữa nay Trúc Phương còn ít hàng cho nên bán rẻ đại 100 ngàn ha.
lên cho em mã số 15 nhá, 100.000. 15 cho chị Tuyền Hồ. Đây là một cái con báo dễ thương. Đây, nó dễ thương vãi cả. Em nó rờ cái chất nó lạ lắm, nó sướng lắm luôn á, nó không có thô mà nó không có gì hết. Nói chung là rờ vô là muốn mặc, nhìn vô là muốn mặc ạ. Cái con này có hàng hiệu á các chị, nhìn này. Nó là con hiệu của Nhật ấy. Cái con này các chị mặc form rộng càng đẹp, eo từ 65 mà cho đến 78 á. Eo từ 65 đến 78 mặc được hết luôn nha, trong phạm vi đó nha. Đó, 100.000. Chị đọc thương tiêu cho chị. Một rộng một xém nữa là xong rồi, một xém nó đọc số rồi. Đây 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 chị đồng thương tiêu ơi đây. Quên sorry, được, con này chị mặc được. Tụi nó đẹp. Nó dễ thương, để nó dễ thương, mấy dòng này dễ thương. Em nghiện với cái dòng nữa. Cho chị Đỗ Mỹ Hà con 350 chị mặc. Rồi lấy cái con 350 chị mặc đi, còn con nào không em? Hình như còn một cái con thì thôi à. Nó sửa giá 350 nha. Cái con phong bơi chị mặc này, bơi con kia. Yeah. Rồi trúng chưa? Rồi trúng rồi. Ôi trời ơi. 350.000. Đẹp không? Nó đẹp mỹ mãn nha. Đây là một cái chất von siêu lụa. Nó đẹp cực kỳ ha. Nó là dòng von siêu VIP ấy. Không có cái von nào mà mát qua nó mà đẹp qua nó hết trơn các chị ạ. Đấy em tặng sợi dây cột eo luôn này. Về em cột. Có mã 16 không? Đó 350 ghi vào em ơi. Mã 10, ủa 16 đâu ra? Mới đây có 13, 14 nè. Hết con, chị đang đợi mặc trên người. Cái mã em đang mặc còn đúng một con trên người em thôi đấy. Hết rồi đấy. Rồi tiếp tục nào. Con này còn nguyên tem. Ê, con này gửi cho chị Bảo Kiếm Mai. Chị Bang đang có bầu mà con này xinh lắm này. Trời ơi, con này chị cho chị về chị mặc. Để tao gom mà tao gửi cho chị mấy cái. Con này không bầu mà cũng xinh, mà có bầu mà cũng xinh nữa chứ. Con này còn mới nguyên tem này. Đây, tôi nhặt. Vũ, mày cho chị một cái bọc, mày ghi là Bảo Kiếm Mai đi. Xong rồi tôi nhặt cái con này tôi bỏ vô. Chị nhặt cái con xốp xốp này bỏ vô với cái con này nữa. Thế còn mấy con xốp xốp đó chị để đâu rồi biết. Nó còn một con xốp xốp đó chị để đâu rồi không biết. Để mai mốt chị ạ, gửi một lần. Em gấp vô đi để mai mốt gửi một lần. Để chị like xong cái hàng này gửi một lần. Xem nó còn cái gì nữa không. Trời ơi con này xinh quá đi thôi á. Bỏ đây, bỏ này sẵn đi rồi khi ghi Bảo Kiếm Mai lên nhé. Để em để cho sát chỗ tường nào đấy. Chỗ tường gần chỗ mình này. Khi mà chị Lai có con nào chị bảo bỏ vào thì bỏ vào. Rồi tiếp tục con này nha. Lụa. Trời ơi con này cái dáng dễ mặc không. Chị nào mà eo từ 78 mà quay về ấy, ai cũng mặc được hết trơn á. Eo 78 quay về giùm em. Cái dáng này dễ mặc nha. Ủa chất bao phê. Dạ này... là biết sai, con nào cũng có eo đai kẹp theo nha chị ơi. Con này lên em mã 1. Nó tùy dòng có đai nha các chị nha. Cái dòng von xịn này và chất lanh là có đai. Còn riêng cái dòng lụa là không đai nha. Chứ không phải là cái dòng nào cũng đai nha các chị nha. Cái dòng lụa này, dòng lụa này là cái dòng lụa tiểu thư này, là để người ta nịt cái đai bản của người ta ấy. Cái này không có đai nha. Nhưng không có đai thì có túi nha. Không có đai thì có túi. Dòng lụa cũng 350. Còn mấy cái dòng này này, nó có đai thì nó không có túi nha. Đó còn mà xem bộ cho chị Lan Phụ. Nói chung con nào em giới thiệu có đai là có đai. Còn các chị mua những cái con mà em không giới thiệu có đai mà chị đòi đai là không có nha. Đấy. Rồi tiếp tục nào, 100.000 đồng Nhật nào. Chị Anh Kim Phương ơi, cho tôi hai áo size 95 đến 100 nhé. Chính là 100, đây mấy cái áo em mặc này, em lên số cho. Em lên vài cái mẫu big size cho các chị, size to chốt này. Chị nào mà size to hoặc là size nhỏ gì cũng mặc được hết. Nhưng mà các chị size nhỏ thì phải mặc rộng mới mặc được. Vì đây là dòng big size. Gu big size là nó rộng như vậy này. Các chị size nhỏ thì mình có thể nịt đai lên. Còn các chị mà size to ấy, các chị mặc xuông luôn. Đó, cho nên là chị nào mà size nhỏ thì phải là yêu thích dòng big size và phải mặc cái form nó rộng như cái nách cánh tơi thì các chị mới chốt cái mẫu big size nha. Còn không có chị đừng chốt giùm em. Xong rồi về chốt về bảo em ơi nó rộng quá, mẹ đã gọi big size là phải rộng rồi. Các chị cứ thích bon chen chốt xong về các chị bảo các chị rộng rộng vấn đề gì đâu, nịt đai vào ra nách cánh tơi tây rồi tây vầy sao nữa đấy, tây vầy sao nữa đấy, thích thì mặc thôi đúng không. Còn không mình mặc cái bơi bơi cho nó mát này, đi ăn đi uống đi chơi cho sướng đi đấy.
Còn các chị size lớn thì không vấn đề rồi, mà chỉ có các chị size nhỏ ấy. Bởi vì nó không chiều được, không chiều chiều nổi luôn á. Chốt thì chốt dành chốt dự. Đến lúc nhận hàng thì em ơi to quá. Mẹ biết size không to thì 100kg ta mặc có kiểu gì. Khổ vậy đấy các chị ơi. Đây em lên tầm vừa tiền cho các chị nha. Em lên cái big size tầm vừa tiền, nhưng chất rất là ok luôn nha. Chất rất xịn nha. Cái con beo này nó là chất lanh lụa nha các chị nhá. Nhìn này, nó mát rượi mà không có nhăn. Mát rượi không nhăn. Dòng này em bán cho các chị với giá 250.000. Con này hôm nay là bán, con này giá xỉ của nó 300 mấy một con đấy các chị. Big size có dây đai. Cái này là eo là cứ 120, ngực 120 gì đổ về mặc được hết. Nó gọi là dòng big size. Từ 50kg tới 100kg mặc thoải mái cho em. Đấy, 250.000 lên cho em mã số 2 đi. Mã số 2, 250.000 và được miễn ship nha. Cái này mát rượi, mát lạnh nha. Mát rượi, mát lạnh. Đó, lấy mẫu đi mẫu. Lấy mẫu chị. Mát rượi, mát lạnh cho em nha. Đây các chị này nè. Các chị, dạ em đang lên dòng bên Nhật đầm. Các chị muốn nịt đai thì nịt, không nịt thì thôi nha. Nó đẹp như vậy này. Muốn nịt thì nịt, không nịt thì thôi cho em. Trời ơi nó xinh vãi cả ra như thế này. Đây quá. Từ 50kg tới 100kg. Chất lanh lụa siêu mát cho em. Không nhăn, không nhó, không gì hết nha. 250.000 lên cho em mã số 3. Size là 250 nha chị ơi. 250.000, dòng này 250 nha. Đây con này, con này mã số 4 nha. Em mặc con này. Mã số 4 cho em. Cái này có tặng kèm dây đai hết này. Dòng 2, dòng 200. Cái dòng này thì tặng dây đai này. Thế con nào em nói tặng dây đai là tặng dây đai. Còn có cái nhiều dòng lụa nó không tặng dây đai, nó có túi. Những cái con nào có túi là không có đai. Cứ từ 50kg tới 100kg hoặc thoải mái nha. Còn các chị muốn bơi đi tuyệt, đi chơi, đi ở nhà thì tùy. Nói chung dễ mặc. Dễ mặc lắm nha. Vậy đó. Cái dây đai mình có thể cột tóc nha. Có thể cột nơ ở cổ, có thể cột tóc tùy ha. Cái này là của con kia này. Cái đai này của con này. Đó, cái đai này em. Các chị có cột eo này, cột nơ cổ này, hoặc là cột tóc tùy nha các chị. Em là cứ thích mang cột tóc thôi. Vậy đó. Lương Sơn Bá chúc anh Đài. Ủa mộng cái gì ấy đi cho trận Facebook bà ơi. Đó, đẹp vậy đó. Con này cho em mã số 4 này, 250.000 big size này. Chị, cái chị nào mà chốt con cái chị Vũ Thị Kim Phan này. Thề luôn, thấy bé nó gào lên nó xin địa chỉ hoài luôn á. Giống như kiểu đàn mà gầy tay trâu á, các chị biết không? Nước mà đổ đầu vịt ấy. Thề luôn á. Giống như kiểu mà nói, giống kiểu nói đàn gầy tay trâu vậy, chán đời không? Chốt đầm rồi không cho địa chỉ thì sao mà người ta giao được. Thề nó chán đấy. Chị Vũ Thị Kim Phan ơi, tốt nhất chị đừng bao giờ vào nhà em chốt đơn nữa nhé. Em không thích những người nào mà làm ăn lề mề như vậy đâu. Rảnh thì đi chỗ khác chơi giùm em ha. Đi ra công viên chơi bốn thung đi ha. Đi mua 5.000 dây thung ra công viên bốn thung giùm em ha. Chứ bây giờ cứ vô nhà người ta chốt đơn để cho người khác chốt đi ha. Chứ con đầm tầng như thế này người ta thích chốt thế mẹ đi chốt không được. Đấy, ông trời phú cho các chị cái mạng đẹp quá, cái mạng tốt quá, cái mạng chốt nhạy quá thì cho địa chỉ đi. Còn cái mạng nhạy quá chốt cứ vào vẩn xong không cho địa chỉ xong xả ra nó hãm lắm. Đấy, nó mất lịch sự lắm. Đấy, nó mất lịch sự lắm cho nên em thông, chị thông cảm, chị đi chỗ khác chơi giùm em ha. Em chặn. Em chặn con mẹ Facebook bà đi. Em mệt lắm, em mệt các chị như này lắm. Các chị đại chị mẹ như này em mệt lắm nha. Chị Phạm Thị Hương con này em 74-75 được đúng không? Phạm Thị Hương em 74-75 được đúng không? Chị được. Nói sao vậy, em mua được 2 cái rồi mà vào có nịt gì đâu. 2 đâu mà 2, có cái quần què gì đâu. Chị mua được cái gì đâu. Chắc là chị xả nhà em 2 lần ra rồi gì. Có mua được cái gì đâu, thấy gì đâu này. Trong Facebook của chị có cái gì đâu. Em bán hàng chị đâu, làm ăn lề mề em cho cút hết à. Chặn luôn à. Cho chị Phạm Thị Hương con tầng. Thế luôn các chị đấy là đi mua về mặc ấy. Đấy mà mua về bán thì mẹ chắc mua cái đầm đấy về năm sau chưa bán được. Tại vì đi mua lề mề vậy thì làm sao? Khéo thì lúc bán được thì khách nó bom cho 8 lần. Tại sao? Tại vì lề mề quá thì mua hàng nhanh gọn lẹ. Cho vợ tin nhắn chị cứ cho trên like xong rồi bảo là gọi số điện thoại của chị nè. Đợi em gọi hả? Không.
Tại vì các chị biết như người ta mua ở, các chị mua ở đâu cũng được. Người ta bán đồ, người ta để đầy dưới đất ấy, nhăn nhó méo mó không giặt không ủi ấy, người ta không mất công á. Thì các chị chốt các chị xả bừa, nhiều khi người ta cũng buồn nhưng không buồn bằng em. Nhà em làm rất cực mà lại còn mấy ấn ship nữa cơ. Cái quan trọng ở đây mình mất cả công ship nữa cơ. Rồi chốt rồi người khác chốt thì không được. Xong người chốt được thì xả ra. Nó buồn là như vậy ấy, là cho nên là em ghét em không bán đâu. Không phải là ghét vì chảnh mà là ghét là vì buồn, ghét được không? Buồn chặn được không? Bán không có lời gì hết mà lại làm đã công không rồi lại còn thấy bực của mình nữa. Không bán được không? Cái con này trời ơi mặc mát đội đi. Eo từ 65 đến 74 đi, 75 đấy. Con này con dáng vin chất thung mặc mát đội đi. Chị nào thích cái con mát đội này thì chốt em bán 100.000 thôi nhá. Ui cái bộ cúc bao phê. Đùa chứ bán con đầm 100.000 miễn ship. Để mà cắt cái bộ cúc thì ra bán được 200.000 bộ cúc đi. Mẹ bán bộ cúc 200.000 tặng đầm vẫn rẻ. Bây giờ bán 100.000 mới miễn ship, còn có 50.000 đi. Đấy, đẹp rồi đấy. Chị nào lấy con này eo từ 65 đến 74, 75 á, lên cho em mã số 5 đi nhá. Ê, biết sai, chị nào hỏi biết sai đây. Mà em đang lên biết sai mấy mẫu ấy cho các chị này. Đang hỏi biết sai, đang lên biết sai đi. Lấy biết sai đây. Ừ, đang biết sai. Con này cho em. Con này 290.000 một con đấy các chị. Con này con siêu phẩm à. Một con siêu phẩm chất lanh lụa siêu mát cho em. Mã số 5 cho chị Thanh Kim Phạm. Con này 290.000 nhá. Bít size 290.000. Chị nào mà từ 50kg tới 100kg mà thoải mái. Con này 290.000 nhá. Lên em mã số 6. Số 6. Con này 100.000. Đậm nhật. Ừ, nó đang nghe cái gì đâu mà nghe tiếng gọi tình yêu mà. Con này cho em hoa hồng cho em xịt xò như vậy ha. Cái này 250.000. Chị nào từ 50kg tới 100kg mà thoải mái em tặng kèm dây đai luôn nhá. Đó. Con này lên em mã số 7 nhá, 250.000. Mã số 6 để nó đi, đừng mau lên như mệt. Mã số 6 29. Ừ, số 6 29. Số 6 cho chị Phạm Lan. Con này cũng 290.000 đây. Con này cái nền của nó màu xanh đen nhá. Giá giùm Phú ơi. Màu xanh than. Còn cái nào màu đen thì em nói màu đen nhá, cái nền màu xanh đen. Con này con siêu phẩm giùm em nhá. Mã số 6 còn không? Đẹp như vậy. Mã số 6 cho chị Nana khách mới. Con này mát rượi mát lạnh cho em. Em tặng kèm dây đai luôn. Cái này mã số 6 cho chị Cao Thị Thanh Thủy. 290.000, cái này lên cho em mã số 8. Mã số 8 nhá, bít size từ 50kg tới 100kg, bít size giùm em nhá. Con này là con 290.000 mã Nana, số 8. Chị nghe xuống phải địa chỉ và tin nhắn Facebook nha chị ơi. 15 phút sau chị không có số điện thoại địa chỉ, em xin phép trả đơn chặn Facebook chị nha. Mà năm em hết rồi ạ. Mà năm là cái con viên nhật. Cái con này là con tuyệt phẩm beo màu đỏ đây, 290.000. Nó đẹp, giá man tàn bạo, có chị nào có con beo đỏ vậy chưa? Beo mà nhìn vào là muốn mua đấy. Phải beo bình thường đấy. Mát rượi, mát lạnh này. Con này cho em biết size từ 50kg tới 100kg, 290.000, beo đỏ nha. Beo đỏ. Lên cho em mã số 9 cho em nhé. Mã số 9, trời ơi đẹp quá. Mã số 9 giúp em. Các chị nhìn này. Trời ơi, mặc lên nó sang, nó quyền lực không. Đó. Một con beo đỏ siêu cạn, siêu siêu sang luôn. Mã số 9 nha. Con đấy rồi, con đấy xuống rồi. Con này chưa đấy. Một con hoa nhẹ nhàng. Chị Nana, chị phải cho em xin số lại địa chỉ bật tin nhắn Facebook thì bên em mới chốt con số 9 cho chị được nha. Cái con này, cái màu nó nhẹ nhàng không? Hoa rơi, hoa ơ, dễ thương không? Đó. Chị nào từ 50kg, cái này mặc vô xinh lắm không? Xinh ơi là xinh. Thoải mái, dễ mình chịu ha. Mình có lệ. Chất lanh lụa siêu mát cho em. Chất lanh lụa siêu mát nha. Dịu gì? Chị Thiên Trần đầm bơi hôm qua giá 300 hay 350 vậy? 350 chị ơi, em đồ của bán 300 đâu. Chị coi lại livestream đi. Mẹ máy nhà em có xóa livestream đâu. Nhà em không có xóa like, còn nguyên like vô đấy coi nha. 350.000 một cái. Có những con 400-500 luôn á. Con này cho em nhá, 250.000. Đây là cái dòng lanh lụa nha. Còn cái hôm qua là dòng von siêu VIP. Dòng von siêu VIP, đưa con von siêu VIP cho chị coi. Dòng von siêu VIP là hoặc von siêu VIP có con hổ có đồ đó, hoàng gia đó. Trời đất ơi. Đây là dòng von siêu VIP. Cái con này 500.000 một con. Nó là dòng von siêu VIP đấy. Nó mắt lạnh mắt rười á. Người ta mua tiền triệu á. Nhà em bán có 500.000 một con đây này. Đấy, nó là dòng này. Còn cái dòng này thì có 250 đây này. Nhìn nó khác nhau chưa? Ok con, chắc cô nghe lộn. Chúa tôi cũng nghe lộn cái chết con luôn. Xong rồi giao đến nhà lại không nhận hàng nữa. Thì đúng là
là con chặn Facebook cô luôn, chán đời đây. Đây nha, đây nha. Đấy con đỏ này 500.000 một con đấy. Nó là dòng von siêu VIP đây. Đấy chị đầu đấy đỏ thì lên mã 500 cho em. Không đẹp nghỉ lấy tiền hả? Á cũng đẹp. Em cất một con rồi đó. Em để dành. Tuy là mã số 9 cho chị Nana. Dã man quá. Cái này tặng gì đây nha. Từ 6789 là 299. Đây. Ê, 7 là 2,5 ơi. 6, 8, 9, 7 là 2,5. Con này cho em 500 ngàn con đỏ này, chị nó lấy đỏ lên đỏ. Cái này nó có một vài con thôi, chứ nhiều. Rồi, con này là con mã số 10 này, 2,5 này. Cái con này là con lanh lụa nha các chị nha. Mát rưỡi à. Lên cho em mã số 10 nha. Biết sai, biết sai. Hoàng gia. Hoàng gia. Coi coi. Đây. Mấy cái con hoàng gia tối qua em like là mấy cái con dây xích như vậy này. 350 đây, chị nào lấy nha, em đưa lên cho. Đấy đây còn mấy con này sau để bên này đâu có đường like đâu. À chỗ này like lên chưa? Chưa, con đỏ là chưa lên. Cô hỏi vậy thôi chứ cô nhận mà con. Dạ nhận là được, sợ không nhận là mất công lại tội nghiệp tụi con ra nữa. Có nhiều người không có nhận đâu, nhiều người vậy đấy. Mình bán trên line là 350, người ta cứ bảo là 300.000 mà sao 350. Xong shipper đem tới không nhận. Xong rồi mình phải quay cái video đó ngay cái lúc đó bán cái con đó và cái của tên người đó đọc cho người đó luôn. Rồi đó, ném cái video đó vào trong cái Facebook của người ta đấy. Đấy là bom hàng đấy. Mã 500 có màu đen không em yêu? Chị ơi em dơ lên con nào có màu đấy. Còn em không dơ là không có nha. Cái màu đó đen đỏ phối là đẹp nhất rồi nha. Màu đen nữa thì chắc không. Mã số 10. Con này nha 350.000 đây. 350.000 là con này. Mã số 10 cho chị Nhàn Phạm. Trời đất ơi nó đẹp quá đi rồi á. Biết sai nhá, dòng này là dòng von siêu VIP nha. Dòng này dòng siêu VIP á, không phải là VIP bình thường ha. 350.000 nhá, con này lên em mã 11. Mã số 11, 350.000. Biết sai nhá. Từ 50kg tới 100kg mặc thoải mái giùm em. Giữ cây đi đừng cho nó quay em. Rồi màu gì nữa đây? Đây. Ôi dồi ôi. Ba trăm năm mươi ngàn. Nó đẹp quá. Rồi đây những con này đây. Em lên mấy con 350.000 chị nào ưng lấy nhá. Đồng giá 350.000 biết sai. Tặng dây đai luôn nha. Chị Lan Lê cho chị coi lại mẫu 11. Tặng dây đai luôn nha. Mẫu 11 là con này đây. Mẫu 11 đây. Nó đẹp như vậy này. Nó là dòng von siêu VIP nha các chị nha. Dòng von siêu VIP đấy, là dòng cao cấp ấy. Đó. Từ 50kg tới 100kg mặc thoải mái cho em nhá. Biết sai dòng này dòng mắc tiền đấy. Nhưng mà tụi em bán có 350 và miễn ship thôi đấy. Đấy là mã 11 này. Chị Bình Thiên Trần, con 500 kia mặc vào người nó mát êm ái hẳn. Có khác nhau lắm luôn. Tiền nào phải của đấy chứ đúng không? Con đấy là tiền triệu ấy chứ ai bán 500, chị nào đi đâu mua. Chị nào mà bước đi đâu mua được con đấy 500 về quay về đây em tặng cho 10 con. Em tặng cho 10 con ha. Cái con đấy nó rất là đắt tiền mà nó rất là đẹp luôn á. Mà con đấy nó độc quyền lắm á, chỉ có một vài con thôi á. Chỉ có nhà Trúc Phương bán mới có đấy. Chị nào mà đi đâu mua được cái con đầm đấy. Mã 11 cho chị Lan Lê. Chị nào mà đi đâu mua được cái con đầm này mà không có cái mát của Trúc Phương Nguyễn, tức là không phải hàng nhà em bán ra đấy. Riêng các chị mua hàng nhà em là trên những con đầm các chị mua đều có ký hiệu của nhà em đấy. Các chị không biết đâu nhưng mà em biết đó. Em nhà các chị sẽ không biết nó ở đâu đâu, mà nhà em á thì nhà em những con đầm mà trong nhà em đi ra là đều có tên Trúc Phương Nguyễn hết. Kêu các chị không biết cho xem luôn. Nhưng mà đây là cho xem mày biết thôi. Đây, cho xem mày biết thôi chứ bình thường các chị không biết đâu. Đấy, bình thường các chị không nghĩ ra là nhà em có ký hiệu hết đấy. Cho nên những con đầm nào mà không phải của nhà em mà trả về nhà em, mặc dù nhiều khi em chả cần nhìn đâu, không cần nhìn tem đâu, em nhìn là em biết luôn. Nhà em cả tỷ con đầm, các chị cứ nghĩ là chắc nó không biết đâu, cứ trả con này về nó bắt trừ tiền không đâu nhá. Riêng đầm Nhật em khui 1 tấn đầm, khi em khui ra con nào em cầm qua tay là em nhớ hết từng con luôn, độ nhớ chính xác như thế luôn. Cho nên các chị mua em một con đầm đấy mà trả về cho em nhìn là biết không phải hàng nhà em. Và cả đầm này cũng vậy, nhìn là biết không phải hàng nhà em. Và còn chắc chắn hơn nữa là có tem đóng mộc luôn.
Đấy, có tem khẳng định tên Trúc Phương Nguyễn đàng hoàng, các chị đi đâu mua được con hổ đấy mà không có tên Trúc Phương Nguyễn nhá, với cái giá 500.000 ấy, quay về đây em tặng cho 10 con, ok chưa? Đó. Chị Dũng Huỳnh Kim, còn có hoa hồng đen, nền đen 2.9 không em? Cái con đấy còn không em? Đây cho con một con à? Hay còn đây 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 con này, số 6 này, đây đúng không? Con này này, con này còn không? Đây còn chị ơi, còn chị ạ, 29 này, 29 này còn đấy chị, chốt đấy chị. Con này cho em nhé, 350.000, chất siêu cưng luôn. Cái này lên cho em mã số 11 này. Ê 12 chứ. 11 là cái con nào nhiều nãy vừa đưa cho ai coi. Mặt hổ, con mặt hổ. Mặt hổ đâu rồi? Chết rồi. Chốt rồi. Ủa mày chốt tôi nào vậy? Mày lấy mẫu này. Kim ok em 200. Lấy cái mẫu này cho tao để tôi tối tuần qua video, cái video tôi chưa được đăng luôn mày. Cái video chị quên đăng luôn á, tối qua về mệt quá quay quên đăng. Cái con này cho em nha, 350 này. Nhìn này. Ôi trời ơi, nhận đi rồi sẽ biết. Các chị mà không phải là big size đâu, các chị size nhỏ ấy, còn mê dòng big size nhà em đấy. Các chị size nhỏ ấy, chưa nói big size đâu. Còn nếu mà các chị mà big size mà vớ được nhà em, vớ được hũ vàng ấy, lại chốt toan đầm đẹp, đầm rẻ thế này, mặc nó sướng thế này, em nói có chị tự tin không? Cho chị xem hộ 500. Đẹp tự tin không? Đấy, con này cho em nha. Từ 50kg tới 100kg, big size dùm em, nó đẹp như vậy, nó phối đẹp vậy này, sang như vậy này. Đó, 500.000. Ơ xin lỗi, 350.000 tặng như đây. Lên em mã số 13. Cái con này đẹp như vậy. Trời ơi, nó đẹp siêu phê luôn. Hết thật rồi. Hết à? Nó đẹp như vậy nè. Ôi trời ơi, nó là cái hàng hổ và dây xích á các chị, hoàng gia á, mà nó phối đỏ với đen, nó đẹp mê luôn. Đẹp mê luôn á. Đấy. Không đẹp là không lấy tiền luôn đấy chứ đừng. Không đẹp là không lấy tiền đấy. Đằng trước đằng sau nó lên nhé các chị nhé. Rờ nó mắt lạnh luôn đó. Rờ mà em nó mắt lạnh mà. Đẹp lắm. Ủa chị nào nhận được con ấy rồi mà biết nè. Hả? Chị Minh Thiên Trần. Cái dòng von đấy nó mát lạnh mà. Cái dòng von đấy nhà mình bán đầm vin đấy. Cái dòng von đấy nhà em bán đầm vin, người ta mua đầy ấy. Nhận về các chị không dám mặc luôn. Tại vì thích đẹp quá và mới quá. Mặc tiếc cứ cắt treo nhắm thôi. Con này nha, biết sai này, em tặng dây đai này, từ 50kg đến 100kg này, lên cho em mã số 14 này, 350.000 mã 14, hoàng gia, một con họa tiết hoàng gia đỉnh của đỉnh như vậy này, biết sai từ 50kg tới 100kg mặc thoải mái giúp em, ôi dồi ôi, nó đẹp mê mẩn luôn á, có dây đai cho các chị luôn nhé, 350.000 lên em mã 15, con này mã 16, mã 16 cho em đây. Tặng dây đai luôn nhá. Tặng dây đai luôn. Đấy, hoàng gia nhá. Lên em mã số 16 nha. Con này mã 17. Biết sai. Mã 15 cho chị Trần Thị Lương. Từ 50kg tới 100kg. Biết sai hoàng gia cho em như vậy ha. Sang cực kỳ luôn á. Lên em mã 17 nhá. Rồi em lên như vậy mẫu rồi nhá, kiểu nó rối. Rồi bây giờ em tranh thủ lại đầm nhật. Đến mấy giờ em nhỉ? Ôi dồi, 5 giờ là tôi nghỉ live. Phải về thăm con ấy. Chúng tôi nó hứa hẹn nó gọi chí chóe này. Thăm thằng cún này. Rồi các chị yêu ơi, hôm nay thì tụi em sẽ live tới đây. Và hẹn gặp lại các chị vào buổi tối nay nhá. 7:30 tối nay tụi em sẽ bắt đầu live. Tiếp tục đầm nhật 100.000 xả cho nó mau hết ha. Và có những con đầm nhật siêu phẩm cũng xả hết luôn. Cứ cái giá nào mà các chị cảm thấy ủng hộ em được, em cảm ơn nhá. Nó rất là rẻ và đẹp. Còn cái gì xả đấy nha. 7:30 tối nay mời các chị vào ủng hộ em nhá. 14 cho chị Hoàng Nhung Quỷ. 14 đây. Lấy cái 14 này em ơi. Lấy 14 này. Con này này. Lấy con khác đi, con này để làm mẫu chị chứ. Mày tao làm mẫu, tao chưa quay video này. Tao còn phải quay video này. Rồi, em cảm ơn các chị nhiều đã ủng hộ nhà em nhiệt tình. Cảm ơn các chị nhiều. Chúc các chị và gia đình nhiều sức khỏe. Buổi chiều ăn cơm vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Nhớ là sạc pin đầy vào và tối nay vào săn đầm siêu phẩm nha. Bye bye các chị yêu nha. Hẹn gặp lại 7:30 tối nay nha. Bye bye. Bye bye. Ủa mấy con mèo đâu không ra chào khách nè. Không ra bye bye khách nè.